Rồi hôm nay chúng ta sẽ, tiếp tục đúng không ạ, Đi qua những cái bí kíp để chúng ta gia tăng dòng tiền anh chị. Những cái bí kíp mà giúp cho các anh chị giờ uh, có thể ứng dụng sức mạnh tiềm thức cũng như là hấp dẫn đạt được cái mục tiêu của mình, <laughs> những cái ước mơ của mình đặt ra anh chị nha. Cũng như cái mục tiêu tài chính 30 ngày của tháng 9 này. Uh, hôm qua chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái bí kíp uh, đó chính là bỏ quỹ tiêu tài chính rồi. Uh, à, bao trong số anh chị trong ngày hôm nay mình đã có cái hũ uh, quỹ tiêu tài chính của mình rồi. Uh, rất là to, rất là đẹp. À, trong suốt rồi các anh chị comment tôi dạ. và các anh chị đã bỏ cái tờ tiền ngày hôm qua tôi bảo anh chị bỏ riêng ra chưa và các anh chị đã bỏ tiền à, à, tối ngày hôm nay chưa anh chị đã bỏ tiền tối ngày hôm nay chưa hôm nay à, tôi đã trả cho cái quỹ tài chính của mình anh chị biết bao nhiêu mà ba mươi triệu đồng Sự tuyệt vời yeah. Ở đây là bỏ vào quỹ 30 triệu đồng anh chị ngày nào tiền mà về nhà, ngày nào bởi vì à, tú có những cái à, gọi là những cái lợi nhuận kinh doanh ấy. nó về theo ngày cho tú vừa bỏ à, bỏ vào trong quỹ nhưng bên cạnh nói thì tôi cũng trả cho mình trước thì 30 triệu tôi chuyển khoản vào trong cái tài khoản à, ngân hàng mà để giúp cho mình giàu lên ấy dạ yeah, để mà cái khoản đó là cái khoản mà mình để mình kinh doanh và đầu tư anh chị nha, giúp cho mình giàu lên. Còn cái hũ đó mà bỏ 30 triệu vô chắc hết chỗ. À, cái hũ đó mình chỉ bỏ để tạo thói quen thôi. À, có những thời điểm một, cả có những thời điểm anh chị là một ngày tôi trả cho mình trước hơn cả trăm ấy. Tại vì tôi là người kinh doanh anh chị thấy kinh doanh có sướng không ạ? Kinh doanh mà có tư duy anh chị nha, kinh doanh mà chúng ta có Tư Duy và chúng ta học làm kinh doanh ấy thì rất là sướng luôn. Các anh chị có thể là trả cho mình. và Bởi vì chúng ta sẽ có những cái nguồn lợi nhuận. Nó không có giới hạn. Nó không có giới hạn. Và chúng ta có thể trả cho mình những con số hàng trăm triệu một tháng ấy, anh chị nha. Cho nên là Tú mới chia sẻ với các anh chị là hãy học làm kinh doanh đi anh chị. Sướng lắm anh chị ạ. Giai đoạn đầu tiên chắc chắn là nó sẽ chưa được dễ dàng một xíu. Nó chưa được thoải mái một xíu. Nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi Chứ không phải là cả đời Còn nếu anh chị làm thôi là cả đời anh chị phải chịu như thế đó Phải chịu chắc chiêu từng đồng Trả cho mình trước còn phải suy nghĩ uh, Không biết có lố dính vào tiền ăn không Có lố dính vào tiền đóng tiền học cho con không Có lố dính vào tiền đổi tiền xăng không Và lỡ thế này tiền xăng tăng lên là coi như là Đi muộn quỷ rồi anh chị Muộn quỷ theo tài chính rồi Đúng không ạ à? Đấy à, Cho nên là là khuyên chân thành của tôi dành cho các anh chị để chúng ta có một cái cuộc sống mà nó ngoại hạng nó như ý mình mong muốn anh chị ha. À, chúng ta hãy giờ à? hãy đi hãy học làm kinh doanh anh chị và sau đó là làm kinh doanh anh chị nha. Ừ. Giống như à, hôm qua tôi à, chuyển tiền đúng không ạ? À, khi mà tôi chuyển tiền đi và tôi đã nói gì ạ? À? À, ngày mai à, hôm nay mình chuyển tiền đi ngày mai đơn hàng về với mình. Ngày mai gọi là khách hàng gọi cửa mua hàng. À, khách hàng chuyển hỏi nhanh mua nhanh và chuyển khoản nhanh ngay lập tức anh chị cuối cùng mà 8 giờ rưỡi sáng là, tin nhắn điện thoại tôi đang ngồi đọc sách anh chị đang ngồi đọc sách tiền tin nhắn điện thoại kêu tin tin à, lúc 8 giờ 37 phút <laughs> 8 giờ rưỡi khách hàng chuyển khoản 8, 8 giờ 37 phút mới đọc được anh chị nha đấy à, cho nên là khi mà các anh chị chúng ta làm kinh doanh ấy thì dòng tiền nó về bất chấp anh chị nha à, bất chấp ngày đêm luôn à, bất chấp ngày đêm luôn nó về tại vì dòng tiền nó nó đi theo tốc độ của tiền nó đâu đi theo tốc độ là nghỉ ngủ khỏe như mình đó cho nên là chúng ta hãy học làm kinh doanh anh chị nha. Và những cái ngày tháng đầu tiên khi mà chúng ta học kinh doanh thì như tôi nói đó, anh chị phải chấp nhận uh, có những cái sự không thoải mái để mình có được cái sự thoải mái cả đời. Còn nếu không ấy, là các anh chị sẽ chấp nhận cái sự không thoải mái cả đời chỉ bởi vì chúng ta muốn thoải mái như từ bây giờ. Tại vì học kinh doanh nó có nhiều cái là nó không phải là giống như làm thuê đâu anh chị. Được không ạ? À? Đấy. À, cho nên là hôm nay tôi đã trả cho mình trước uh, rất là nhiều anh chị nha và từ đến cuối tháng còn trả nhiều nữa như vậy là nhẹ nhẹ thôi anh chị ừ. rồi hôm qua các anh chị đã đã học xong cái bí kíp bỏ quỹ tài chính rồi đúng không bây giờ mình sẽ đi qua cái bí kíp số mấy anh chị ơi hôm qua mình đã đi đến bí kíp số 11 rồi hôm nay mình sẽ đi tiếp bí kíp số 12 nha khi mà chúng ta ứng dụng uh, sức mạnh tiềm thức và được hấp dẫn anh chị để mà chúng ta có thể là uh, đạt được cái mục tiêu của mình, cái con số lợi nhuận của mình hay là cái kết quả về tài chính của mình hay bất kỳ mục tiêu nào anh chị nha, một cách dễ dàng. Uh, thì các anh chị lưu ý là uh, chúng ta cần phải cài đặt cái mục tiêu đó vào trong tiềm thức, phải cài đặt cái mục tiêu đó vào tiềm thức anh chị nha. Với là nếu mà nó chỉ nằm ở ngoài da anh chị thôi, nó chỉ nằm theo kiểu là anh chị nhớ đến thì anh chị nói, anh chị nhớ đến thì anh chị nói là yeah tôi có cái mục tiêu năm nay tôi gì ạ, uh, mua xe, mua nhà nếu là anh chị chỉ là theo kiểu nó nằm ở ngoài da của mình là bất chợt mình nhớ đến hoặc là uh, bởi vì mình thấy ai có thì mình nhớ là mình cũng có cái mục tiêu đó thì nó vẫn chưa nằm trong tiềm thức của mình uh, mục tiêu về tài chính sức khỏe hay mối quan hệ thì nó phải làm phải nằm trong tiềm thức của anh chị nha tại vì tiềm thức anh chị nó phải nó giống như là đối với tiềm thức nó phải quen và thân thuộc với cái điều đó anh chị nó phải quen và nó thân thuộc với cái điều đó thì nó bắt đầu giờ nó mới hấp dẫn những cái nguồn lực tại vì được hấp dẫn là cái gì anh chị, cái gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau. thì khi anh chị có được cái điều đó trong đầu của mình và anh chị nghĩ đến nó nhiều, giống như là tôi hay nói là anh chị ám ảnh với cái mục tiêu của mình luôn ám ảnh ngay là lúc ăn rồi mình biết được rằng là mình làm việc nào mình ra việc đó nhưng nhiều khi mình vẫn còn nhớ tới cái mục tiêu của mình mình thao thức mình gọi là mình nôm nao mình khát khao quá anh chị, thậm chí mình ngủ mình cũng mơ thấy mục tiêu của mình luôn, à thì khi mà anh chị dành thời gian nghĩ tới mục tiêu của mình nhiều và nó nằm trong tâm trí của mình anh chị lúc nào mình đi nó cũng như hình với bóng ấy, thì thông qua luật hấp dẫn luật hấp dẫn sáp dẫn nó cho anh chị giờ thông qua luật hấp dẫn tìm thức sáp dẫn nó cho anh chị những cái gì ạ những cái điều kiện nguồn lực và con người những cái yếu tố nào đó giúp cho các anh chị phải đạt được cái điều mà các anh chị đang thao thức thổn thức nôn nao gọi là không mơ, gọi là ngủ cũng mơ thấy để nó giống giống nhau mà nó giống nhau nó phải hấp dẫn nhau bằng mọi cách chứ anh chị. À, cho nên là các anh chị cần phải cài đặt cái mục tiêu của mình về con số lợi nhuận hay mục tiêu anh chị là mục tiêu 6 tháng, một à, năm hai năm thậm chí ba năm 5 năm năm mươi chăng nữa thì các anh chị cũng cần phải gì à? làm cho nó trở thành giống như là nó trở nên thân thuộc với tiềm thức anh chị. có là không phải là anh chị à, nói thôi mà các anh chị phải có hình ảnh nữa. Và khi nghĩ tới mục tiêu của mình Các anh chị còn phải có cảm xúc nữa Cho nên các anh chị ghi cái bí kíp số 12 giúp tố nha Là chúng ta phải cài đặt cái kết quả Cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn vào trong tiềm thức Bằng hình ảnh và cảm xúc Vậy thì hình ảnh và cảm xúc là như thế nào anh chị? Đây là một trong những cái cách mà để các anh chị giao tiếp được với tiềm thức của mình. Tại tiềm thức của mình nó chỉ có thể hiểu được hình ảnh và cảm xúc thôi. Anh chị đưa chữ cho nó, nó không có hiểu đâu. Một bức tranh nội tâm anh chị thì đáng giá hơn cả nghìn lời nói. Cho nên có thể cái mục tiêu đó anh chị tuyên bố một nghìn lần. Nhưng nó sẽ không bằng một lần anh chị hình dung có cảm xúc. Nhớ anh chị nha, hình dung có cảm xúc. Những cái mục tiêu này của anh chị chỉ có lời nói thôi mà không có hình ảnh, không có cảm xúc anh chị nha. Thì thường nó sẽ rất là lâu mới đạt được. Tại vì nó chưa nằm bên trong tiềm thức của mình. Tại vì tiềm thức anh chị là nơi cư ngụ của những thói quen. Là nơi của những cái sự sáng tạo. Anh chị yên tâm theo mọi điều mà các anh chị nghĩ rằng không thể. Nó đều trở nên có thể. Chỉ cần tiềm thức anh chị tin thôi. Chỉ cần anh chị đưa cái mục tiêu đó vào tiềm thức. Để cho gì ạ? À. Nó trở thành cái niềm tin. Ờ, chứ không phải là... Có nghĩa là khi mà các anh chị làm sao... Tại vì những cái mục tiêu mà đến, những mục tiêu anh chị đặt ra nó còn khá là mới mẻ. Với cá nhân của mình. Mới mẻ với mình thôi nha, chứ ngoài kia không có mới đâu anh chị. À, nó khá là mới mẻ với mình thì các anh chị phải làm sao để tìm thức anh chị tin. Tìm thức anh chị tin thì nó mới thực hiện được. Tại vì khi tìm thức mình tin á anh chị. Giống như khi mà các anh chị yêu ai mà họ tin anh chị họ sẽ làm gì à? à người người ta nói gì à? Yêu à, em mấy núi cũng loại mấy sông cũng đều Uh, mấy mấy gì mấy, mấy gì cũng qua đó anh chị kiểu kiểu như thế thì khi mà tỉnh thức anh chị đã tin rồi nó sẽ giờ làm mọi cách thu hút cũng như kết nối được những cái nguồn lực đến để giúp cho các anh chị phải đạt được cái mục tiêu đó ừ. và rất là đơn, rất là đơn giản để biết được rằng cái mục tiêu đó của mình anh chị nha là mình có cảm xúc hay không hay mình có được cái hình ảnh về cái mục tiêu đó hay không rất là đơn giản uh, là gì ạ à? Ví dụ như khi anh chị đặt ra mục tiêu Thì anh chị thử tự hỏi chính mình xem nha Là cái lý do gì Mà các anh chị mong muốn đạt được cái mục tiêu này Như là cái mục tiêu đó phải có lý do Đủ lớn với mình Anh chị đặt ra cái mục tiêu là Tôi muốn có cái lợi nhuận 100 triệu trong tháng 9 này Ví dụ nha Nhưng mà nó phải dựa hay trên công thức nha Chứ phải tôi nói là đặt 100 triệu cái xong xíu Các anh chị đặt mục tiêu đang 10 triệu đặt lên 100 triệu nha thì ví dụ anh chị đặt mục tiêu 30 ngày của tháng 9 là 100 triệu. Thì các anh chị phải ghi anh chị phải liệt kê ra những cái lý do vì sao anh chị muốn đạt được con số 100 triệu. Được không anh chị ơi? Ghi ra càng nhiều lý do, càng tốt anh chị. Chẳng hạn như hàng tháng đi, anh chị đặt mục tiêu 30 ngày hay là mục tiêu 6 tháng. Hoặc có những cái mục tiêu 3 năm, 5 năm hay 10 năm. Ừm thì các anh chị phải ghi được cái lý do cái ở bên cạnh cái mục tiêu đó à, tại sao các anh chị mong muốn đạt được cái điều này và các anh chị liệt kê những cái lý do đó xem xem mà các anh chị có cảm xúc với những lý do đó hay không à, để anh chị biết được rằng mình có cảm xúc với cái mục tiêu đó hay không chứ bây giờ ghi cái mục tiêu ra mà các anh chị tìm hoài nó không ra được một cái lý do tìm hoài thôi nó mới mò riết nó mới ra được một hai cái lý do thì các anh chị phải tự xem lại à nha là mình có cái mục tiêu có ý nghĩa mình hay không anh chị có cảm xúc với mình hay không à, khi mà các anh chị nghĩ về mục tiêu của mình ấy, là phải có cảm xúc anh chị nha bên trong của mình nó cảm thấy thấy như thế nào tim mình nó có rộn ràng không nó có hồi hộp không nó có nôn nao không? nó có rung rinh nó vui sướng từng tế bào không? À, khi mà các anh chị sâu được cái món đồ đó hay là cái tài sản đó cái mục tiêu đó thì các anh chị như thế nào Đạt 100 triệu lợi nhuận thì à, các anh chị nhìn thấy cái hình ảnh nào khi mà anh chị hết tiền cộng vào tài khoản ngân hàng của mình? Anh chị đang ở đâu ăn mừng cùng với ai? Và anh chị nói gì, họ nói gì với các anh chị? Và lý do vì sao mà các anh chị muốn có lợi nhuận 100 triệu? Ví dụ như bây giờ còn có 4 tháng là Tết đúng không ạ? À? Thì mỗi một tháng anh chị đặt mục tiêu ra thì các anh chị biết được cái lý do vì sao các anh chị muốn có cái lợi nhuận đó. Ừ, để các anh chị giờ À, tết năm nay lì xì cho bố mẹ à, Rồi tặng quà cho bố mẹ ừ? Phải có ý nghĩa Phải có lý do anh chị nha Chứ nếu mà anh chị à, Viết ra cái mục tiêu Mà anh chị ngồi suy nghĩ Anh chị nói như vậy nè Có cũng được không có cũng chẳng sao Thì tôi khẳng định với các anh chị luôn là không có đạt được đâu Nhưng mà tôi, tôi từng suy nghĩ như vậy anh chị Ôi còn tới 5 tháng lần mà Tháng này không được tháng sau đạt Tháng nào không được tháng sau làm còn 5 tháng tháng này không được tháng tới tháng tới không được tháng kia tháng kia không được tháng còn tới bộ 5 tháng mà thế cuối cùng mà tháng đó không đạt luôn anh chị nha không đạt luôn ừ. nên khi các anh chị ứng dụng sức mạnh tiềm thức luật hấp dẫn ấy, để mà các anh chị có thể là thu hút được những cái dòng tiền lớn hay những cái mục tiêu của mình ấy, thì các anh chị nên nhớ là anh chị chỉ có một cái con đường duy nhất thôi một cái sự lựa chọn duy nhất thôi là các anh chị phải đạt được cái mục tiêu đó chỉ có một đường tiến là không có đường lùi anh chị nha chỉ có một cái chiến lược là phải làm được chứ không có chiến lược là làm không được thì mình làm chiến lược b vậy thì nếu mà các anh chị trong đầu anh chị còn có cái chiến lược b kế hoạch b thì khẳng định là thôi tốt nhất anh chị làm cái kế hoạch b luôn đi chứ khỏi cần mừng ăn cái kế hoạch một anh, cái, kế hoạch a anh chị nha tại vì giống như hôm trước là tôi nói vui đó tôi mới nói rằng anh chị ngồi im nha ngồi là phải ngồi uh, ra quyết định là phải học dung từ đầu đến cuối nha không có để mình uh, văng ra khỏi dùm mà vô lại không được bởi phối nghìn người rồi. Cái có bạn nhắn tin lên. À, anh doanh nhân ai cho mình xin link uh, fanpage với. Để chút xíu mình có văng ra thì để mình xem trên fanpage. <laughs> có kế hoạch bê anh chị tôi nói thôi vậy bạn thoát ra luôn đi. Chứ bây giờ khả năng cao ra quyết định là bị văng ra. Xíu bị văng ra mất tiêu à. Nên thôi bây giờ văng ra từ đầu để, để nhường chỗ cho những anh chị em khác vào học. Cái đúng như rằng xíu văn ra thật anh chị. Cái nhắn tin cho Zalo bên Tốt Dân nhân ơi gửi mình link với mà đang zoom đâu có nhắn được đâu Tôi nói thôi tôi để đó mà Cho tự mò lên trên fanpage kiếm Hoặc không chút xíu kết thúc dùm Xong gửi lên lại cho xem Cho bỏ cái tật <laughs> Là chưa gì là Mới tôi vừa nói cái nhẹ nhàng ở đầu là, <laughs> là Suy nghĩ là gì à? À, Khả năng chút xíu chắc mình bị văng qua à, Văng ra cái Xong rồi xíu tôi nói chuyện hỏi sao vậy Chỗ mình mưa lắm Mình thấy sóng nó yếu nữa Mình nên mình nghĩ mình nghĩ là mình tưởng là tôi nói dạ vâng cuộc đời của mình là do mình quyết định chưa gì bởi bởi mưa với gió rồi anten wifi đồ ra quyết định là mình ở ngoài rồi à, mưa với gió nó nó chỉ là cái yếu tố cái điều kiện phụ thôi anh chị cái điều kiện chính là anh chị muốn ra quyết định là không văng ra bởi vì trời mưa là đúng như rằng là xíu nó, mưa sẽ là cái nguồn lực đến để giúp anh chị thực thi cái quyết định của mình đó nha anh chị nha cho nên là các anh chị nhớ là để các anh chị một là một đã nói mình là một cái bậc thầy rồi ứng dụng sao anh tìm thấy quan hấp dẫn rồi thì nếu các anh chị nói là mình là bậc thầy thì các anh chị đặt mục tiêu ra thì các anh chị chỉ có một con đường duy nhất thôi là giờ phải đạt được cái mục tiêu đó bắt buộc anh chị nha chỉ có con đường mà phải đạt được chứ không có cái chuyện là tháng này không được tháng sau đạt được anh chị ơi Giống như là các anh chị đi. Bây giờ các anh chị có những cái khoản bắt buộc các anh chị phải chi mỗi tháng như tiền học cho con, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền xe, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt. Đó là những cái khoản tiền bắt buộc rồi. Có phải các anh chị có đồng ý tố rằng là đặc biệt là tiền học cho con. À, những người mẹ và những người bố rất là yêu thương con mình đúng không ạ? Thì cho dù tháng đó mình có thể là mình bớt ăn lại xíu bớt tiệt uh, tiệc tùng lại xíu nhưng mà chắc chắn là các anh chị sẽ không bao giờ để cho tiền học của con mình không đóng tìm mọi cách để để đóng được tiền học cho con và cuối cùng là các anh chị đóng được tiền học cho con của mình có thể thấy đó tài chính nó đang hơi đang thông thoáng một xíu đúng không, anh chị ơi và thậm chí uh, có những chị đó uh, là sinh bé đầu tiên xong nói không em không sinh nữa đâu không sinh đâu nhưng mà có bé thứ hai cái cũng vượt cạn để sinh được anh chị nghĩa là các anh chị rau định là bắt buộc bởi vì con mình mà à, sao mà mình bỏ được đúng không ạ? À? thì các anh chị hãy xem cái mục tiêu của mình ấy nó giống như là cái việc anh chị sinh con hay cái việc mà các anh chị uh, con mình cho dù như thế nào cho nữa các anh chị cũng phải là nuôi con mình lớn khôn mà trưởng thành mình có thể mình la mình có thể hơi giận những lúc con mình đang ngoan nhưng mà cỡ nào thì cỡ các anh chị cũng đâu bao giờ bỏ con bỏ con mà đâu nhiều khi anh chị nói là uh, không ngoan mẹ cho đi bán giấy số nhưng mà có cho bán giấy số đâu cho học tới nơi tới chốn thôi anh chị ờ, làm thêm bao nhiêu công việc để mà con mình có thể học thành thành tài đúng không ạ đấy thì tương tự như thế có nghĩa là các anh chị đặt ra cái mục tiêu 30 ngày thì giống như thế anh chị anh chị phải đưa mình vào trong cái trường hợp là chỉ có một cái đường tiến không có đường lùi và làm mọi cách cho dù ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9 này thậm chí 25 tháng 9 rồi mà mục tiêu chưa có đạt được 50% thì phải làm mọi cách anh chị phải lên kế hoạch phải ngồi vạch ra kế hoạch chiến lược làm việc. Giống như tôi anh chị có những cái đợt, những cái đợt những cái tháng đầu những cái ngày tháng đầu tiên Khi tôi ứng dụng nó hấp dẫn anh chị nha là có những cái tháng mình đặt mục tiêu ra mà mình chưa đạt được đến ngày 25 anh chị anh chị biết tôi làm gì không? Tôi mở danh sách khách hàng của mình ra, Zalo rồi những cái mạng xã hội mà mình có cái sự liên lạc với khách hàng đó nói là tôi ra quyết định là tôi phải đạt mục tiêu của mình. thì mình nếu không mình sẽ trở thành cái người thất hứa với tiềm thức của mình. và nếu mà mình cứ thất hứa với tiềm thức của mình hàng tháng anh chị sẽ trở thành thói quen và sẽ hình thành nên tính cách không có uy tín. và nếu mình không uy tín được với chính mình thì chắc chắn mình sẽ không uy tín được trong kinh doanh đâu anh chị và với người khác mình cũng như thế. mình dễ giải với chính mình thì mình sẽ dễ giải với người khác thôi. và khi đó anh chị biết một điều tuyệt vời hay không khi mà tôi quyết tâm phải đạt được mục tiêu lợi nhuận của tháng đó. thế lúc mà tôi kéo cái tin nhắn zalo xuống anh chị nha. Thế tự nhiên có năm khách hàng là đang chờ mình ở dưới mà người ta nhắn tin rất là lâu rồi mình chưa trả lời. Thế tôi mới nhắn lại tôi liên hệ với họ anh chị. Tôi liên hệ với họ. Và một điều rất là tuyệt vời là gì ạ? Là cuối cùng là năm trên 3 trên 5 khách hàng đó đã mua hàng của tôi và cuối cùng tôi vượt mục tiêu anh chị. Vượt mục tiêu luôn trong có 5 ngày cuối tháng. Tôi từng chia sẻ cái này cho những cái chu kỳ uh, chu kỳ 21 ngày và 30 ngày của những tháng trước rồi đó. Những anh chị nào mà nghe câu chuyện này sẽ nhớ Tôi từng chia sẻ với mọi người tôi không nhớ chính xác là tháng mấy nha Của năm 2022 anh chị Quyết tâm là phải đạt mục tiêu Ê, Tôi ngồi tôi lục Zalo Thấy cuối cùng là năm khách hàng đang ở dưới Nhắn nhắn cho mình Kêu mình quá chờ mình không trả lời Ê, Tôi liên hệ vào ngày hôm sau cái hay Nói chuyện uh, tương tác với khách hàng của mình được 2-3 ngày thì cuối cùng là năm trên ba trên năm khách hàng đó là họ mua đơn hàng và tôi vượt mục tiêu còn hai khách hàng còn lại là sao anh chị? Ba tháng sau họ vẫn mua hàng của Tú. Lúc đó họ chưa có tài chính, họ vào. Nhưng mà ba tháng sau họ lại vào anh chị nha. Ừ. Rất là tuyệt vời luôn. Nên là các anh chị cũng như thế. Là các anh chị phải đưa mình vào. Cái mục tiêu mình đặt ra là các anh chị phải đưa mình vào trong cái uh, cái con đường là chỉ có đường tí nha, không có đường lùi Tại vì người thành công và người không thành công nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là người thành công họ buộc họ họ buộc bản thân mình phải có được cái sự thịnh vượng sự tự do sự thành công bằng một cách nào đó cách này không được làm cách khác nếu mà cách này đã cố rồi nhưng mà coi cái cách này nó không có đúng đường thì họ phải đổi đường chứ bây giờ đi cái đường này càng đi càng uh, càng vô ngõ cục thì tại sao vẫn đi họ đổi con đường mục tiêu của họ hướng tới với là mục tiêu thành công về tài chính anh chị nha nhưng họ không họ có thể thay đổi chiến lược và con đường nhưng cái đích đến cuối cùng không thay đổi Được Đúng không ạ? À? Thì đó chính là tư duy của những người thành công đó anh chị. Còn đối với những cái người không thành công thì họ nghĩ rằng gì ạ? Được thì được, không được thì thôi. Cái này không làm được, tháng sau là Đời còn dài. Đời còn dài anh chị. Như anh chị nhìn giúp tối đi, anh chị đã đi qua bao nhiêu cái 10 năm rồi. Mặc dù là tính theo tuổi mà mình sống là tú vẫn ra quyết định mình sống tới 120 tuổi. Dạ nhưng mà tầm đó là anh là mình tận hưởng chứ 80 tuổi làm gì nữa? 80 tuổi là tầm này là chỉ ngồi để tận hưởng thôi. Cũng có làm anh chị nhưng mà chắc chắn là mình cũng mong muốn là mình tận hưởng nhiều hơn. Nhưng bây giờ các anh chị mà chúng ta cứ làm được thì được, không được thì thôi, khó quá bỏ qua nha anh chị nha. cho nên tất cả những cái người mà triệu phú đô la anh chị những cái người mà họ tư duy triệu phú ấy, họ có tư duy triệu phú trước khi họ có một triệu đô nha thì họ luôn suy nghĩ và đặt mục tiêu rằng là bản thân họ phải kiếm được một triệu đô họ mới chấp nhận được còn không kiếm được một triệu đô họ sẽ tìm một cách nào họ kiếm được một triệu đô sau đó phải kiếm lên hai triệu đô chứ không có nào mà hài lòng và thỏa mãn và dậm chân tại chỗ được được không, anh chị ơi ừ. Nhưng mà có nhiều người họ khi mà kiếm được 20 30 triệu họ chấp nhận rồi. Họ thấy rằng 20 30 triệu đủ thanh toán các hóa đơn rồi ăn uống gia đình vân vân, con cái này kia. Nhưng đối với tố anh chị 20 30 triệu mình biết ơn số tiền đó nhưng mà đối với mình mình phải nâng cao cái thu nhập mình lên để mình mình gia tăng thu nhập của mình lên để mình nâng cao được cái chất lượng cuộc sống mình lên anh chị nha. giống như bản thân tôi bây giờ anh chị mình ra quyết định rằng là gì ờ, cái lúc mà tôi ra quyết định rằng là mỗi tháng mỗi là bản thân mình lúc nào trong tập khoản ngân hàng của mình cũng phải có uh, số dư là trên 500 triệu để mình thoải mái chi tiêu ăn uống sinh hoạt rồi đi chơi là banh kinh luôn không có cần phải suy nghĩ gì hết thì như thế mình mới cảm thấy là mình chấp nhận được anh chị còn mà dưới là mình thấy là không mình phải mình thích cái con số nó phải lớn hơn rồi dần dần tôi nâng lên cái tiêu chuẩn là một tỷ đó là cái ngưỡng chấp nhận của tầng người anh chị Ngưỡng chấp nhận và ngưỡng mong muốn của tầng người Quan trọng là cái ngưỡng chấp nhận của các anh chị Nó nằm ở mức nào thôi Có nhiều người họ thích là 20-30 triệu một tháng là đủ rồi Nhưng mà đối với tú là phải gì trên 500 Xong rồi đạt vào 500 phải lên tới tỷ Và anh chị biết không Khi họ đi cài đặt bên trong tâm trí mình cái cái con số đó, cái mục tiêu đó thì bằng mọi cách anh chị nha khi mà họ bắt đầu họ tin và họ khát khao đạt con số đó thì bằng mọi cách tiềm thức sẽ giúp cho họ đạt được cái con số đó bằng mọi cách trong thời gian là bao lâu anh chị sẽ phụ thuộc vào cái giá trị nội tại và cái nhiệt kế tài chính của từng người nữa. thì họ phải phát triển lên đúng rồi trong quá trình mà tiềm thức đi thu, thu hút nguồn lực thì họ phải phát triển lên để xứng mục tiêu ở đây thì bản thân mình phải phát triển lên cho nó bằng người nó mới gặp nhau được chứ Ừ. Đúng không Cho nên là bản thân tú anh chị ngày trước ấy là mình uh, kiếm được sáu uh, 6 7 triệu một tháng ấy. Nhưng mà mình cảm thấy là cái ngưỡng nhà mình chưa có cảm thấy hài lòng anh chị. Và tú nâng lên là gì à? Nâng lên là 100. Tháng nào mà dưới 100 là không chấp nhận được. Tháng nào mà dưới 100 mà bắt đầu đang báo động đỏ anh chị nha. Em báo động luôn ấy. Cho nên hôm trước có một bạn nói chị với tôi Mà bạn nó bảo là trong tài khoản ngân hàng không có nổi 10 triệu Tôi nói bạn ơi Bạn là SOS luôn ấy. Báo động đỏ mà đỏ của Đỏ liên hoàng luôn Phải đỏ mà theo kiểu là e E xong nó dừng cái Nó kêu tiếp còn cái này là kêu liên tục luôn không Kêu không ngừng luôn ừ. Cho nên là cái ngưỡng chấp nhận của anh chị là bao nhiêu? À, anh chị đặt mục tiêu ra và các anh chị phát triển bản thông mình lên anh chị phải tin tưởng vào con số đó mình đặt mục tiêu đi anh chị mình tin tưởng vào con số đó và việc của mình là ở phát triển lên thì thì bác sĩ giúp cho anh chị hấp dẫn nguồn lực đến để giúp anh chị đạt được con số đó thôi đúng không ạ à? chính vì vậy các anh chị phải nâng cái ngưỡng chấp nhận của mình lên nha thay vì hiện tại các anh chị đang chấp nhận cái thu nhập của mình như vậy là đủ là đủ tiền thanh toán hóa đơn rồi trang trải dư giả một chút là mình vui rồi thì bây giờ mình hãy nâng cao lên anh chị Hãy nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên Hay còn gọi đó chính là hãy nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên đi ạ Không phải tôi nói nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên là các anh chị đặt lên tỷ nhưng mà không có sự phát triển nào hết nha Bây giờ những anh chị nào chúng ta đang dưới 100 triệu là phải đặt lên là gì ạ Ngưỡng chấp nhận của mình là phải lên trên 100 triệu Rồi anh chị nào trên được 100 triệu phải đặt lên tiếp là 500 triệu. 200 triệu, 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Nghĩa là bằng mỗi cách mình phải có được cái khoản tiền đó vào. Mình phải có được cái khoản tiền đó trong một tháng. Đấy thì tôi nâng riết lên là bây giờ cái ngưỡng chấp nhận của tôi rồi nó trên đó anh chị. Nó trên, coi gọi là trên 100 đấy. Và mình nâng lên rồi mình làm gì Mình rèn luyện. Mình nâng lên rồi ngồi, ngồi nhìn nha. À, chỉ cần các anh chị làm được một vài tháng đó, anh chị rèn luyện dục mình có được cái thói quen hay gì vậy? thứ nhất là anh chị cài đặt cái kết quả tài chính trong tiềm thức của mình nhưng bên cạnh đó là mình phải biết cái ngưỡng chấp nhận của mình là gì sau mình nâng cao cái nhiệt kế tài chính của mình lên anh chị nên anh chị nào đang dưới 100 đặt, đặt 100 đi à. ngưỡng chấp nhận của mình là 100 triệu một tháng anh chị nào trên 100 rồi nhưng dưới 200 đặt 200 anh chị nào trên 200 nhưng dưới 300 thì đặt 300. Anh chị nào trên 300 rồi mà dưới 400 thì đặt 500. Anh chị nào 500 rồi đặt 700 rồi đặt 8 rồi đặt 1. 1 tỷ xong mình đặt lên tiếp anh chị nha. Nghĩa là anh chị phải có những cái mục tiêu thế là một số anh chị hỏi tú là em ơi chỉ thích con, chỉ thích con số 1 tỷ thì thì đặt 1 tỷ được không? Dạ được. Có đạt được không? Có. Nhưng cần thời gian. Thì trên cái hành trình đó cái cái chất xúc tác để mà chị có thể là tiếp tục hành trình của mình mà không bị gián uh, đoạn mà cũng không không bị uh, kiểu như bị tác động á, là chị phải đặt ra những cái nhất thang giống như anh chị muốn tốt nghiệp đại học thì anh chị phải học lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Đúng không anh chị ơi? Thì bây giờ phải tốt nghiệp lớp 1 phải lên lớp 1 đã mới lên được lớp 2 chứ. Bây giờ đặt 100 đi xong mình nâng 200 mình nâng 300 500 nhưng mà tôi có lần đầu tiên khi mà tôi đến uh, biết đến uh, phát triển bản thân anh chị. Thì lúc đó đang kiếm 6 7 triệu một tháng mà. Thế con số đầu tiên tôi đặt ra chính là đạt được 30. Xong lên 50. Lên 100. 200, 300, 500 tỷ. Đấy. Anh chị uh, đầu tiên là phải nâng cái uh, nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình lên chứ không có nào chấp nhận con số là cứ mãi ha, mấy triệu hoài được đó mình bắt đầu mình lên kế hoạch nâng cao nhiệt kế tài chính của mình lên anh chị nha. Cho nên là những anh chị nào mà tham gia vào nhóm rèn luyện uh, doanh nhân xuất chúng anh chị, hay là nhóm rèn luyện 90 ngày, các anh chị sẽ được uh, thiết kế đúng không ạ, uh, một cái lộ trình để mà mình nâng cao trí tuệ của mình, từng bước từng bước một, và các anh chị có cái cơ hội được tiếp xúc với những cái người thành công. được rồi. À, và tối ngày anh chị được ăn mừng thành công liên tục à, toàn tiền trăm tới tiền tỷ không mà tiền chục tỷ nữa tiền triệu đô nữa anh chị được nâng cao cái trí tuệ của mình lên thì sao ạ à? thì dần dần nhiệt kế bên trong của anh chị sẽ được tăng lên nhưng đầu tiên phải nâng cao cái ngưỡng chấp nhận của mình đã sau mới nâng cao được cái nhiệt kế tài chính của mình lên anh chị nha phải biết cái con số mình muốn là gì ừ. ví dụ như là uh, lợi nhuận của các anh chị đi một tháng 50 60 bây giờ các anh chị thấy những cái anh chị khác họ về 100 200. Tiềm thức mình nó nghe riết nó cũng gì dần dần nó tin lên chị. Nó nghe riết nó dần dần nó cũng tin là nó cũng có thể làm được. Bởi vì người khác làm được mình cũng làm được. Thế là tầm nhìn của mình nó được mở rộng ra, tư duy của mình nó được gì mở rộng ra. Và khi mà các anh chị chơi với năm cái người thành công ấy và giàu có thì các anh chị sẽ bắt đầu chấp nhận cái ngưỡng chấp nhận của các anh chị sẽ được tăng lên và chúng ta uh, hãy giao tiếp với tiềm thức của mình bằng hình ảnh và cảm xúc của anh chị nha Các anh chị hãy quy đổi những cái mục tiêu anh chị ra hình thành hình ảnh ví dụ như các anh chị quy đổi thành hình ảnh là gì uh, như uh, một là các anh chị ghi cái con số đó thật là to trên tờ giấy A4 ghi chữ uh, in uh, bút lông bằng màu ấy. to ra dán lên tường dán ở những nơi anh chị nhìn thấy rồi dán tấm xét nhiệm màu nè rồi áp uh, ngân hàng nè chỉnh sửa uh, chỉnh sửa anh chị ừ. rồi gì nữa à? à nghệ thuật biến giấy thành tiền nè à? rồi hãy cộng vào tài khoản ngân hàng anh chị hãy chỉnh con số lại để mình hình dung tưởng tượng nha rồi cảm xúc thì sao à là khi mà các anh chị đạt được cái số tiền một tháng như đó là các anh chị sẽ làm gì với số tiền đó làm cái điều gì sẽ khiến cho các anh chị có cảm xúc với số tiền đó nha hay mục tiêu nhà và xe cũng như thế hay tất cả mục tiêu mà anh chị muốn Ờ, đạt được thì các anh chị cũng có thể dùng cái bí kíp như tôi vừa nói, có hình ảnh trước rồi, hãy bắt đầu mình đưa cảm xúc vào là mình đạt được nó đi. Để... Cái lý do vì sao mình muốn đạt được nó anh chị? Chứ nếu mà chúng ta mong muốn là chỉ có tiền thôi mà không có làm gì hết thì nó không có ý nghĩa gì hết. Đặc biệt một cái lưu ý mà tôi muốn dành cho các anh chị đây nè, đừng bao giờ gắn ý nghĩa cái lợi nhuận hay, hay là cái thu nhập của mình đạt được, cái số tiền mình đạt được để đi trả nợ nha. Các anh chị hay rất là bị mắc phải cái lỗi này luôn Cứ tôi hỏi Tôi nghe như anh chị rồi, hay nói chuyện với tôi là Chị đọc mục tiêu thế này 30 triệu Chị làm gì kể em nghe coi Em ăn mừng thành công với với chị Tuyệt vời lắm em Mình nghe mình cũng hào hứng nha Mình bắt đầu mình Không có lỗ tai lên coi nghe Coi ăn mừng gì đó, Đi chơi gì á Mình nghe mình ăn mừng cùng Coi năm sao bảy sao ở đâu á Chị sẽ chích ra 20 triệu đi trả nợ Ủa Còn 10 triệu để cho con chị đi học rồi cái kiểu vân vân tôi hỏi ủa tiền trả cho chị đâu trả cho mình trước đâu chị ơi khi nào có dư trả em ơi về tôi trả nợ trước và nếu mà có một điều rất là tuyệt vời anh chị nha à, là vì khi mà các anh chị mang tiền đi trả nợ thì anh chị sẽ đầu gì tập trung vào nợ và mở rộng nợ ra được không ạ à? mình tập trung vào nợ thì bắt đầu mở rộng ra thì điều đó tuyệt vời trả hoài không hết anh chị và một cái điều đó mà là 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 là, 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 quy luật anh chị nha là khi mà anh chị bắt đầu đi trả nợ cái tự nhiên dòng tiền anh chị bắt đầu bị vơ dần đi có việc này dễ chi có việc kia dễ chi mà anh chị hãy tập trung vào số dư nha có là anh chị hãy tập trung đưa cái bức tranh đó vào Cái ý nghĩa nó mang anh chị cảm xúc ấy còn cái ý nghĩa đằng sau anh chị có lên kế hoạch để chi trả cho cái việc mà chưa dương kia như thế nào đó là câu chuyện ngoài bức tranh chứ không có gắn cái bức tranh vào là nghe yeah, hôm đó tôi về được hai ba mươi triệu à, tôi ăn mừng với doanh nhân thanh tú à, sau đó tôi đã khoe với doanh nhân thanh tú là chị vừa mới trả nợ hai mươi triệu oh, rồi đưa vô bức tranh làm gì á <laughs> đi nghe cái nó chất quá vậy, anh chị nghe cái tụt mút luôn nghe cái là thấy <laughs> nghe xong tiệm thức hết muốn làm việc luôn anh chị nha anh chị nha anh là các anh chị nhớ đừng có gắn ý nghĩa vào cái việc là đi trả nợ nha cái câu chuyện nhằng sau đó anh chị dùng cái số tiền đó ok nhưng mà trong cái bức tranh nó phải có cảm xúc đã chứ anh chị đi trả nợ tính chất nghe nó áp lực quá anh chị ơi à. thấy áp lực quá thấy chưa về tới nhà thấy được chủ nhân bê đi rồi à, đúng không ạ à? Chủ chưa kịp về tới nhà là bị bê đi rồi nghe sợ quá à. thôi từ từ về Cái gái có bê đi bê cái gì ý nghĩa xíu như vô nhà hàng năm sao nè tận hưởng nè ăn mừng thành công nè kiểu kiểu như thế anh chị nha nên các anh chị lưu ý là không có tập trung mà kiếm tiền để trả nợ không có tập trung mà tiền về đi trả nợ nha tập trung vào số dư số dư sẽ mở rộng và khi số dư mở rộng một cách thông thái anh chị ví dụ như là ok các anh chị đang chưa dương đi ví dụ anh chị đặt mục tiêu là 50 triệu thì các anh chị chích ra bao nhiêu thì tùy vào cái khoản anh chị cân đối thôi trả dần dần nhưng mà ý tôi nói trong bức tranh là đừng có ghi bức tranh là đi trả nợ nha được không ạ à? đấy nên các anh chị cần quy đổi những cái mục tiêu của mình ra hình ảnh nha và phải biết được rằng mình có được cái mục tiêu đó uh, làm có được số tiền đó để làm cái gì hay là có cái ngôi nhà cái xe đó để mình làm gì mình có ý nghĩa với mình như thế nào Ví dụ như các anh chị đặt mục tiêu là 30 ngày cuối tháng 9 là anh chị về như đó tiền thì anh chị dùng bao nhiêu phần trăm à, như đây làm gì, như đây làm gì. Đấy, vẽ một cái bức tranh anh chị nha. Cho nên là tại sao mỗi đầu tháng ở câu lạc bộ chúng ta thường niên là hay cùng nhau viết bức tranh mục tiêu là chính 30 ngày. À, để có cái được cái hình ảnh rõ ràng, cụ thể, bức tranh càng cảm xúc bao nhiêu thì các anh chị sẽ càng hấp dẫn được nguồn lực, nguồn lực đến giúp cho mình đạt mục tiêu nhanh bấy nhiêu các anh chị nhớ nha, à, các anh chị có cái bức tranh càng rõ ràng bao nhiêu, cụ thể bao nhiêu, càng cảm xúc bao nhiêu, thì các anh chị sẽ càng thu hút được nguồn lực đến giúp cho mình đạt mục tiêu nhanh bấy nhiêu. Cảm xúc ở đây hay còn gọi là cái sự khao khát, ấy. khao khát khi mà các anh chị nghĩ đến, à, thì các anh chị cảm thấy là bên trong của mình nó có cảm xúc gì? Anh chị thấy vui sao, hạnh phúc ra sao khi mà anh chị đạt được cái điều đó? Ừ. Nếu mà anh chị tưởng tượng là giống như một cái tên lửa muốn bay lên đi Thì nó cần nhiên liệu Thì cái tên lửa nó nó mới có thể bay lên được anh chị nha Vì cảm xúc của mình chính là nhiên liệu anh chị Mục tiêu của mình là tên lửa nhưng mà cảm xúc chính là nhiên liệu Để mà giúp cho các anh chị có thể hoàn thành được mục tiêu của mình à, Để mà cái tên lửa nó phóng lên trên bầu trời nhanh nhất Cho nên là bất kỳ những cái mục tiêu nào các anh chị đặt ra nha Các anh chị phải xem xem là có cảm xúc hay không nếu mình nhìn vô mình thấy là có cũng được không có chẳng sao mà không có cảm xúc gì hết đấy thì tôi nghĩ rằng cái mục tiêu đó là nó đang là mục tiêu bốc đồng thôi các anh chị hãy đổi mục tiêu đi rồi. nha anh chị nha cho nên là tại sao có một số người anh chị họ không có chịu hành động họ đặt họ đặt mục tiêu ra rồi nhưng mà họ không có chịu hành động anh chị họ không có xiên không đủ xiên để mà hành động anh chị để mà họ có thể là À, nhấc cái tay, nhấc cái chân nhấc cái mông lên, đứng lên đi làm Đứng lên bóc máy gọi cho khách hàng Đứng lên hoạt động, đứng lên gì à, đọc sách Chép livestream làm kinh doanh, học kinh doanh là Tại vì sao anh chị biết không Công thức của người thành công là gì anh chị Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc Cảm xúc thì tạo ra hành động Hành động thì dẫn tới kết quả Vì nếu mà họ có suy nghĩ Họ muốn đạt được cái mục tiêu đó Nhưng cái mục tiêu đó Không có cảm xúc, không có ý nghĩa gì với họ hết thì nó sẽ không dẫn tới cái hành động nha anh chị nha Tại vì hành động mới ra kết quả mà Cho nên là cái chiếc cầu nói anh chị Cái chiếc cầu nói giữa Suy nghĩ và hành động Đó chính là cảm xúc của anh chị nha Cho nên tôi hay nói với các anh chị là Thường tôi đặt mục tiêu ấy Tôi hay ngồi tôi liệt kê ra là Cái lý do này đã tuyệt vời rồi Còn lý do nào tuyệt vời hơn nữa không Cái lý do này đã có ý nghĩa rồi Lý do nào ý nghĩa hơn nữa hay không <laughs> À, các anh chị muốn mua nhà mua xe là bởi vì lý do gì anh chị muốn đạt mục tiêu tài chính năm 500 triệu hay 100 triệu một tháng để làm gì để làm gì nha anh chị nha mà cái cái chỗ mà để làm gì mà nó càng nhiều lý do nó càng cảm xúc lớn bao nhiêu thì cái hành động của anh chị sẽ càng mạnh mẽ và quyết liệt bấy nhiêu và hành động khi mà hành động mạnh mẽ quyết liệt tin tưởng tuyệt đối thì mình sẽ ra được kết quả tuyệt vời cho nên các anh chị đóng không mà giúp tú nha là bất kỳ mục tiêu nào là các anh chị đều phải quy đổi ra hình ảnh và thứ hai phải có cảm xúc phải cảm xúc cao với mục tiêu của mình anh chị nha ừ. được không ạ cho nên là các anh chị thấy những cái mục tiêu mà tôi đặt ra tú cũng để ý luôn là từ cái mục tiêu nào mà tôi thật sự là Mong muốn đạt được trong cuộc sống của mình Anh chị nghĩ là bắt buộc mình phải có Thì chắc chắn là đạt được Còn những mục tiêu nào mà tôi đặt ra Mà tôi thấy là đạt cũng được không đạt Thì thôi cũng được mốt đạt sao Thì không đạt được đâu anh chị Cho nên là anh chị đầu tiên Phải quy đổi ra hình hình ảnh anh chị nha ừ. Quy đổi ra hình, hình ảnh Và cái thứ hai là gì Anh chị phải có cảm xúc với nó Phải có ý nghĩa nha bằng mọi cách phải đạt được chứ không có chiến lược A chiến lược B đâu cảm xúc và chính cái cảm xúc ấy sẽ giúp cho tiềm thức anh chị được khởi động thu hút một nguồn lực đến giúp cho mình đạt được cái mục tiêu và khi nguồn lực đến anh chị phải nắm bắt để mình hành động anh chị nha phải có hành động nữa một cách mạnh mẽ tin tưởng thì mình sẽ đạt được cái điều mình mong muốn bao trong số anh chị đã được uh, đã làm cái bản tầm nhìn của mình rồi, à. cái bản uh, ước mơ của mình, cái bản tầm nhìn của mình rồi, các, các anh chị có số một đi ạ. Hôm trước tôi hướng dẫn các anh chị làm rồi đó. Anh chị nào chưa có làm, các anh chị liên hệ những vị chủ nhóm của mình ha, uh, để xin này cái đường link uh, xem video hướng dẫn biết tranh 6 tháng của tôi ấy. cái bản đó là các anh chị thấy là thầu như tôi bảo các anh chị phải quy dõi hình hình ảnh hết đó anh chị làm xong chưa và những anh chị nào như hôm qua tôi nói nha gia đình mình mà họ thấu hiểu họ ủng hộ mình thì các anh chị hãy dán nha dán lên cái góc tường nhà mình còn nếu ai mà gia đình đang dễ dạ vâng các anh chị làm vô quyển sổ của mình đi anh chị làm xong anh chị dán vào trong quyển vở của mình ấy cũng được mà thay vì trên cái bản tầm nhìn anh chị dán nó lên một cái bảng đúng không thì các anh chị in lên trên tường anh chị nhìn một lần nó hết tổng quan hết tất cả thì nhìn nó sướng hơn nhưng bây giờ gia đình mình đang hiểu và họ đang thông hiểu thì anh chị làm như thế thì gia đình mình họ lo, lo lắng cho mình thì sao thì anh chị dán một cái uh, tùy theo cái quyển vở anh chị nha một mặt là một uh, một cái mục tiêu được không ạ à? tấm xét nhị màu cũng mỗi một tháng là các anh chị in ra năm tờ một tờ là để trên bàn học của mình một tờ để trong túi sách của mình một tờ các anh chị dán trong nhà vệ sinh nếu mà uh, gia đình của mình uh, ủng hộ nha còn nếu không thì anh chị uh, chỉ uh, dành mang riêng cho mình và để trên cái bàn làm việc của mình thôi để khi mà các anh chị cầm cái tấm xếp nhiều màu thì cho chúng ta sẽ bắt đầu hình dung là mình đạt được cái số tiền này mình sẽ làm gì với số tiền này rồi mình uh, có ý nghĩ có cảm xúc như thế nào mình ăn mừng với ai họ nói gì và mình nghe họ nói những điều gì và mình nói gì với những cái người mà mình ăn mừng thành công Nha anh chị nha anh chị nhớ nha Cái việc mà các anh chị đạt được cái số tiền đó là để làm gì Nó mới khiến cho các anh chị có cảm xúc được ừ. Ở bao trong số anh chị chúng ta nắm rõ được cái phần Hai cái phần mà tôi vừa nói rồi Chính là hình ảnh và cảm xúc rồi Các anh chị comment số 1000 đây ạ à? Và thêm một cái mà tôi mới chia sẻ thêm ở cái phần này nữa anh chị là các anh chị phải nâng cái ngưỡng chấp nhận của mình lên nha. Là hiện tại các anh chị đã hài lòng Với ngôi nhà của mình đang ở hay chưa Hiện tại các anh chị có hài lòng Với chiếc xe các anh chị đang chạy hay chưa Hiện tại các anh chị có đang hài lòng Với các sức khỏe của mình đang có hay chưa Có hài lòng với cái mức thu nhập của mình mỗi tháng hay chưa Và nếu như chưa Thì các anh chị mong muốn là Nên cái mức Thì cái mức nó cao nó như thế nào Anh chị hãy nâng cái ngưỡng chấp nhận của mình lên đi Hãy nói cho tiềm thức của mình biết Những cái điều Các anh chị mong muốn và hãy nói cho tiềm thức anh chị biết lý do vì sao các anh chị mong muốn đạt được cái điều đó và các anh chị phải cảm thấy mình xứng đáng và cảm thấy mình xứng đáng anh chị nha các anh chị phải thuyết phục được tiềm thức của mình hay còn gọi đơn giản chính là các anh chị phải thuyết phục được bản thân của mình thì khi anh chị thuyết phục được bản thân của mình đó chính là các anh chị đang thuyết phục được tiềm thức của mình đó anh chị nên nhớ là không có bất kỳ một nguồn lực nào hay bất kỳ ai ngoài kia sự kiện hoàn cảnh nào có thể ngăn cản anh chị tiến tới thành công hết chỉ có mình mới là người duy nhất ngăn cản mình đi tới thành công thôi anh chị nhớ nha chỉ có mình mới là người ngăn cản mình đi tới thành công thôi suy nghĩ của mình niềm tin của mình những cái tiếng nói nhỏ bên trong của mình ấy. còn không có bất kỳ ai ngoài kia ngăn cản được anh chị đâu bố mẹ anh chị còn không ngăn đạt, không không ngăn được mình mà anh chị có nhớ ngày xưa anh chị đòi cái gì á mà bố mẹ không cho các anh chị làm cho bằng được không và cuối cùng anh chị đã đạt được cái điều anh chị muốn rồi đó. Nha. Yeah. Cho nên là chỉ có một cái người duy nhất. Một cái người duy nhất mà các anh chị cần phải thuyết phục. Là tiềm thức của mình. Tại vì trong cái vũ trụ này anh chị. Chỉ có mình là được hấp dẫn thôi. Cho nên là quan trọng các anh chị phải thuyết phục bản thân mình tin. Bên trong anh chị phải tin. Thì bên ngoài anh chị mới có. Cho nên là các anh chị hãy dành thời gian đúng không ạ? trò chuyện nói chuyện và thuyết phục tiềm thức của mình về những cái mục tiêu về những cái điều mà các anh chị muốn mà các anh chị hãy nói cho tiềm thức của anh chị biết rằng các anh chị xứng đáng có được cái điều đó tú rất là hay thuyết phục tiềm thức của mình đó anh chị tại vì tôi biết được rằng cái người mà mình cần phải thuyết phục nha không phải là bất kỳ ai ở ngoài kia đâu có nhiều anh chị cứ hỏi tú rằng là em ơi em chỉ cho chị cách thuyết phục chồng chị con chị gia đình chị học với chị rồi tin tưởng chị đồng hành cùng chị đi tôi mới hỏi đầu tiên chị làm cho chị trước đã, đầu tiên chị phải thuyết phục chị trước đã, tại vì gia đình gia đình của mình hay con cái của mình á anh chị, ờ, hay bất kỳ ai họ đến ấy, chỉ là cái ngoại cảnh thôi, đến chỉ để là tô điểm thêm cái thành công của mình thôi anh chị nha. Khi mà anh chị vượt qua thì các anh chị giống như một cái người người hùng ấy, kiểu như những cái người thân của mình hay là bất kỳ ai họ đang ngăn cản anh chị. Ấy? thì một là đang phản chiếu cái bên trong của mình là các anh chị đang chưa có tin mình ấy. các anh chị đang chưa có tin là mình làm được anh chị chưa có tin mình xứng đáng ấy. nên là họ đến chỉ để phản chiếu cho anh chị biết rằng là các anh chị hãy nỗ lực hơn nữa hãy tin tưởng hơn nữa hãy quyết liệt hơn nữa hãy mạnh mẽ hơn nữa đi hãy nói cho vợ cả vũ trụ biết là bạn xứng đáng cho nên thành công và giàu có đi thứ nhất đó thứ hai là gì ạ à? Ở khi mà có những cái điều kiện hay nguồn lực ở bên ngoài mà đang không ủng hộ mình đi là anh chị phải biết như vậy là điều đó đến giúp cho các anh chị thành công hơn. Mặc dù có thể cái điều đó không phải là điều các anh chị muốn. Không ai muốn mà mình đang mình đi uh, mình uh, bắt đầu cái hành trình thành công mà mình không bao giờ mình mình muốn là người thân mình cản mình hết. Nhưng mà nếu không có họ cản thì đố tôi khẳng định luôn các anh chị sẽ không quyết tâm hơn đâu. Các anh chị sẽ đi cà rề cà rề cà rề. Tại giờ đâu có ai đâu có ai uh, để mà thúc đẩy đâu. Bây giờ thành công sớm hay thành công muộn thì cũng uh, không xinê nhê gì. Nhưng mà có phải khi mà họ cản trở mình, họ uh, này kia với mình làm cho các anh chị cần phải quyết tâm để thành công nhanh 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 để mà giờ uh, trở thành cái ngọn đuốc trở thành cái ngôi. Giống như là một cái tia sáng truyền cảm hứng cho gia đình của mình và cho họ và truyền cảm hứng cho nhiều người khác là mình hoàn toàn có thể là gì trở nên thành công và giàu có được. Tại vì họ không có tin anh chị họ nói uh, nếu mà đọc sách mà thành công chắc cả thế giới thành công hết rồi nhưng mà họ đâu có biết rằng là đúng là không phải ai đọc sách cũng thành công anh chị. Nhưng mà tôi chưa thấy ai mà thành công mà không đọc sách cả. Và tôi chưa thấy ai thành uh, thành công mà chẳng có tư duy, chẳng có giá trị nội tại gì hết. Họ đâu có biết đâu. Cho nên là khi mà mình có những cái sự cản trở như thế mặc dù các anh chị không thích nha, các anh chị không muốn. Nhưng mà các anh chị ơi, chính uh, những cái điều đó nó sẽ giúp cho anh chị tô điểm thêm thành công của anh chị rực rỡ hơn. Rực rỡ hơn sau này khi anh chị thành công anh chị mới có câu chuyện kể lại nó mới truyền cảm hứng chứ chứ nếu mà anh chị thành công anh chị lên kể là gì à, ngày trước á, là à, tôi á, là viên câu lạc bộ xong gia đình của tôi ai cũng ủng hộ tôi hết trơn xong tôi ứng dụng kiến thức câu lạc bộ tôi thành công rồi xong chả mít lại mời bạn xuống hết chuyện à, không gì kể hết trơn <laughs> đúng không anh chị nhưng mà sau này anh chị kể là ngày xưa là tôi gia đình tôi không ủng hộ tôi đâu ngăn cản tôi đủ đường ờ, nhưng mà tôi quyết tâm là phải thành công và cuối cùng tôi đã vượt qua được và tôi đang uh, ngồi ở đây và chia sẻ cho các bạn các cô chú anh chị và các bạn ở đây về cái hành trình của mình nghe khác hẳn không ạ <laughs> khác hẳn liền anh chị nghe câu chuyện kia thấy uh, cũng không truyền cảm hứng lắm nha cho nên các anh chị ơi tất cả những cái các anh chị hỏi tôi là làm sao để thuyết phục người thân của mình Con mình, chồng mình Học cho mình Từ từ anh chị Đầu tiên anh chị hãy tiên phong trước đi Các anh chị hãy học trước Hãy làm gương trước đi Bây giờ các anh chị nói gia đình của mình Mà bây giờ các anh chị có không hiểu là Rốc rễ rồi Không hiểu vì sao mà Mà phải đọc sách này kia Làm sao mà anh chị nói được Các anh chị ứng dụng đây còn bập bẹ Còn cảm xúc còn lên xuống thất thường mà đúng không ạ à? chưa làm chủ cảm xúc của mình đúng không ạ thì huống chi là có thể là giúp được người khác bây giờ mình không biết bơ mình còn đòi cứu người khác nữa thế là cả hai cùng chìm luôn giống như khi anh chị đi máy bay ấy, người ta có chỉ là khi mà uh, bay lên cái uh, áp suất uh, áp suất cao và thấp ấy anh chị thì đang cần cái 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 không khí ấy, thì khi mà máy cái, uh, khi mà cái 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 mặt nạ dưỡng khí mà rớt xuống thì họ yêu cầu các anh chị đeo cho ai trước đeo cho người kế bên hả hay đeo cho mình trước đeo cho mình trước đeo cho người kế bên là mình ngủ rồi sao mình đeo cho người ta xong có mình là lè lưỡi luôn giống như thế anh chị anh chị học cho mình trước đi anh chị đi trước đi anh chị có kết quả trước đi tự khắc nha hay lắm tự nhiên anh chị đi trước anh chị có kết quả trước cái tự nhiên người nhà anh chị tự nhiên họ cũng ngó ngó xem cái gì họ chưa có hỏi đâu nhưng mà họ sẽ ngó ngó nghĩa là họ bắt đầu họ cũng dịu dịu xuống họ cũng bắt đầu họ thấy anh chị có những cái kết quả anh chị bắt đầu thay đổi nha giống như em gái tú anh chị năm 2018 2019 tôi bảo đi kinh doanh cùng tú đi thôi kinh doanh cái gì mấy cái này nó hay nói, nói tôi nói vui mấy cái đồ yêu nó nói vậy anh chị Cái xong anh chị biết là Đến 2022 2021 anh chị nha Nó bắt đầu thành công lớn 2019 là chưa đâu Chúng mua xe rồi nhưng mà nhà tôi vẫn suy nghĩ là gì à? Chắc ăn may thôi Chắc là chúng mánh rồi vô mánh rồi này, này kia rồi Thị trường lên Nhưng mà tôi vẫn vượt qua dịch anh chị Nghĩa là năm 2020 là dịch đúng không 2021 tôi vẫn thành công mà năm 2022 đi chơi đi 15 quốc gia năm 2022 nhà tú rồi kiểu như là wow thế em gái của tú đi xuống phòng của tú anh chị nó ngồi trên cái ghế tú hay ngồi tôi đang uh, lựa đồ đằng kia tủ đồ ấy. cái nó mở sách ra con mấy quyển sách được hấp dẫn sức mạnh thức đồ nó bảo mua cho chút mấy quyển đi tên chút anh chị cái tôi hỏi mua để làm gì để đâu thế xong nó hỏi À, thế tú hay xem mấy cái video gì gửi cho chút xem với tôi nói sao hồi xưa bảo không xem cái nó cười em nó cười anh chị cái xong bây giờ tôi gửi uh, video được hấp dẫn rồi xong tôi gửi uh, sách tôi tưởng nó mua về nó không đọc nha tôi tưởng là tôi mua tôi tặng nó không đọc anh chị cái hôm đó tôi đi lên lầu uh, đi qua nhà của mẹ tôi là em tôi ở trên lầu cái xong rồi tôi lên tôi lấy uh, đồ xíu cái tôi thấy cái quyển sách sẽ làm thức nằm trên giường cái tôi mới lật ra nó đọc con gạch quá trời luôn anh chị con gạch thi chích trong đó luôn Nó gạch quá trời gạch luôn có anh chị thấy không đến cả tú mà tú mua xe rồi nha tú dùng anh thế giới năm 2019 rồi mà nhà tú họ mọi người vẫn nghĩ là gì hên à, thôi ăn may thôi cho nên là anh chị mà mình bây giờ mà tiếng nói của mình hay là lời nói của mình nó chưa có trọng lượng chưa suy nha gì anh chị cũng thấy bình thường đi tại vì anh chị biết không tại vì người ta rất là cần cái sự giàu có bình vững Nghĩa là mọi người không có tin là giàu có là một cái gì đó nó thường người ta hay thấy là nên là ông bà mình hay có câu là nhìn kìa à, đi làm giàu cho cố rồi, mốt cũng uh, xuống thôi có nhiều người họ như thế lắm anh chị cho nên là cái thành công anh chị phải chứng minh tầm 3 tới 5 năm trở lên chứ tú hai năm em tú chẳng xin nghe nhê đâu anh chị nói thậm chí mình nói lời nói của mình nó cũng uh, mình nói uh, trên zoom thì có nhiều người nghe chứ nhà mình mình nói ra mình khuyên là coi như chặt tặc lưỡi không mà anh chị ạ cứ là chặt thôi lại sức mạnh tiềm thức <laughs> lại lực hấp dẫn lại bắt đầu cầu nguyện tâm linh gì đúng không Ờ mà nói lên, mỗi lần nói thế là tự nhiên mình thấy là thôi không nói nữa mình nói có vẻ như là tiện tục cảm hứng quá <laughs> nhưng mà sao anh chị không đến năm 2021 cuối năm 2021 khi mà hết dịch ấy, là tôi vượt cái công việc nhân của tôi vượt qua 2020 và 2021 nha và tôi bắt đầu đi chơi đó xong em tôi đó thái độ đổ, thay đổi ngay anh chị thay đổi ngay luôn xong rồi, bữa, hôm bữa không biết nó biết là ngày trước nó từng nói tôi như thế cái nó ngại xong nhắn tin cho doanh nhân công mình cái hỏi doanh nhân của mình anh với chị với tú ấy, là hai chị em hồi nhỏ hay giỡn với nhau kêu bằng tên riết quen anh chị giờ nó kêu bằng chị luôn kinh doanh gì cho em học giới anh có hay nói chuyện với doanh nhân của mình hay nói như thế anh chị cho em học giới cái sau anh nhân của mình bảo thế vô dung học kiến thức đã rồi từ từ hồi đầu tiên phải có kiến thức đã mới kinh doanh được cái sau bữa tôi nói thế du học đi à, gọi là người thân người quen nhưng mà vẫn phải học doanh nhân thế tôi, tôi nói vui vào đi rồi đầu tư cho vào học đi vào học học kinh doanh đi tại vì nó hỏi nó hỏi doanh nhân công minh về đầu tư tôi nói là không học kinh doanh sao học đầu tư được cái xong rồi nó bê sách nên nó đọc anh chị mỗi lần nó ghé phòng tú là nó mượn quyển tôi nói thích quyển nào thì lấy quyển đó về đọc mà phải chắc chắn là đọc máy thì tôi mới uh, mua về cho đọc chứ không có mua về quan tâm lum thế xong nó có đọc có đọc thế là tôi đầu tư cho nó mấy quyển thế là đọc hết anh chị nha nó xem được hấp dẫn luôn á xem biết một người hấp dẫn luôn ấy ừ. cho nên đó anh chị khi mà tôi đâu cần nói gì đâu anh chị biết không ngày xưa tôi rất là khao khát luôn là mình nghe em mình nó muốn đi du học nước ngoài mình mình cũng nói chung mà mình không có phản đối hay gì mà tôi thấy tôi hỏi thấy tại sao muốn đi du học nước ngoài cái nói ở Việt Nam có biết làm gì đâu mà ở Việt Nam làm chắc không có nhiều tiền đâu mà nước ngoài làm nhiều tiền để tôi hỏi tại sao muốn đi nước ngoài nó muốn có nhiều tiền thôi thế tôi mới nói ủa nhiều tiền Việt Nam thiếu gì cơ hội nó có thấy đâu cái tôi nói chừng dừng ngồi đây nè sao không hỏi thôi đi của tú thì không có nhiều tiền đâu khó lắm rồi các kiểu <laughs> xong rồi, tôi chẳng nói gì hết là anh chị nha đấy là năm nay là năm cuối nó học đại học rồi sắp xong rồi cái mẹ tôi mới hỏi thế có muốn đi du học không anh bảo không cái tôi nói ừ ở nhà đi tú dạy cho kinh doanh là làm kinh doanh luôn Và đi vòng quanh thế giới chơi chứ đi qua đó rồi chỉ món chất xám chứ làm gì Tại <laughs> anh chị khi mà anh chị thành công anh chị sẽ trở thành cái uh, tia sáng cũng như ngọn đuốc rồi gia đình của mình họ 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 sẽ họ sẽ bắt đầu họ lắng nghe mình họ sẽ giờ thấy những cái thành công mình họ ngưỡng mộ và khi đó nếu mà họ cũng mong muốn cho thành thành công thì họ sẽ chủ động hỏi anh chị thôi hoặc anh chị có thể chủ động họ chia sẻ cho họ còn tôi cái đây 2018 2019 là thành công rồi á mà vô bàn ngồi ăn nhồi nói là hồi xíu mình là chủ đề luôn là coi như là mười cái đánh chống lãng qua chuyện khác anh chị ha à? được không ạ à? ừ cho nên là các anh chị nào mà hay hỏi tôi em ơi làm sao chị thuyết phục vợ chồng chị con chị hay vợ chị vào học câu lạc bộ hay là đi theo hướng của chị hay là để cho mọi người đồng ý cho chị học dạ vâng không thuyết phục được ai đâu anh chị hãy thuyết phục chính mình đi ạ hãy thuyết phục mình anh chị hãy thuyết phục tìm thức của mình đi ạ còn nếu có ai đó họ đang ngăn cản hoặc họ đang không ủng hộ anh chị hãy nhớ tôi nói là điều đó đến giúp cho anh chị thành công hơn mặc dù cái điều đó anh chị không muốn nhưng thứ nhất là khi mà họ phản đối Họ không ủng hộ anh chị á thì khi mà anh chị thành công á nó tô điểm cho cái thành công anh chị càng sáng hơn nữa và cái thứ hai nếu mà họ không ủng hộ mình họ đang phản đối mình có nghĩa là bên trong anh chị Còn đang có những cái sự uh, lo lắng có những cái sự mà chưa có tin tưởng lắm đấy tuyệt vời chúc mừng chị thu hằng nha tôi còn nhớ cô chị chị thu hằng chị thu hằng kể hồi tháng tư uh, lên khóc xước mướt anh chị chồng đây chị thu hằng anh chị nào mà xem chuỗi live stream hồi tháng tư của tú đúng không ạ tháng tư tháng ba của tú đấy anh chị nhớ chị thu hằng mà chị ở miền tây chị kể chồng của chị là Đập máy tính không xong rồi bánh bầm mắt luôn <laughs> học dung mà quánh bầm mắt luôn anh chị xong rồi con của chị thấy thương hỏi mẹ mẹ sao bạn bị quánh mà mẹ cứ học hoài ấy. xong cuối cùng bây giờ là hai vợ chồng cũng học với nhau luôn các anh chị cho thật nhiều chàng tim khung chát để chúc mừng gửi uh, gửi một cái thành công to lớn đến chị uh, thu hằng đi ạ à. chị kiên trì đến ngày hôm nay là 6 tháng rồi đó anh chị nha một cái điều rất là tuyệt vời luôn đấy cho nên các anh chị chúng ta cứ uh, đầu tiên là mình phải học trước mình phải tiên phong trước mình phải thuyết phục mình trước rồi người nhà mình khi họ thấy mình thay đổi nha họ thấy mình có những cái thành công và bắt đầu thay đổi tự nhiên họ ngó ngó sẽ họ nghi nghĩa xíu đang làm gì cho làm với coi Đang học gì cho học với coi Mặc dù nói lời lạnh tanh vậy Chứ bên trong phá lắm <laughs> Bên trong phá lắm anh chị ơi Được không ạ à? ừ. Cho các anh chị hãy thuyết phục Tiềm thức của mình nha ừ. Để mà Để mà các anh chị Nói là các anh chị cần phải uh, Trò chuyện với tiềm thức của mình Là mình xứng đáng trên anh giàu có anh chị Bởi vì mình Là độc nhất vô nhị mà mình sinh ra cuộc đời này đâu có ai nói. đâu Lúc mà anh chị mới sinh ra, mình đã có bị đóng mọc là uh, xứng đáng thành công nè, xứng đáng không thành công nè. Đâu, đâu có ai đóng mọc đâu. Cho nên các anh chị yên tâm đi. Tất cả chúng ta bất kỳ ai cũng xứng đáng trên nền giàu có. Hãy phá vỡ mọi những cái giới hạn trong quá khứ mà chúng ta bị neo, bị gieo về những cái khái niệm không có đúng đắn về sự giàu có hay về tiền bạc hay về người giàu. À, sẵn đây cho tôi hỏi các anh chị nha. Theo các anh chị là tiền tốt hay là tiền xấu à? Tiền tốt hay xấu anh chị? Một số anh chị bảo là tốt, một số anh chị bảo là xấu, là không tốt ấy. Nhưng mà tốt hay không tốt thì sao anh chị? Nó không phụ thuộc vào số tiền anh chị nha mà nó phụ phụ thuộc vào nghĩa là tiền ấy, nó không làm thay đổi bản chất của con người mà nó chỉ phóng đại cái bản chất của con người, của con người đó lên mà thôi nên là nếu mà người đó là người tốt ấy, thì khi họ có nhiều tiền họ lại càng tốt nhưng nếu người đó là người không tốt thì khi họ càng có nhiều tiền họ lại gì họ càng phóng đại cái bản chất của họ thể hiện lên nó lớn hơn nữa nếu mà họ là một cái người không tốt thì họ lại có nhiều tiền họ lại càng không tốt hơn Quan trọng là cái câu hỏi mà tôi hỏi ngược lại các anh chị ấy, Là bạn là người tốt hay là người không tốt thôi à, Nên là ngày xưa tôi hay nghe một số người họ nói như vậy nè Cái người đó Ngày xưa lúc mà chưa có tiền ra thương vợ thương con lắm Sau này có tiền cái theo dõi tính cách Thế này thế nọ gia đình không hạnh phúc rồi đổ đốn này kia à, Mình Bình thường mình nghe tư duy của những cái những ai à Mình nghe tư duy là từ những ai anh chị Nghe từ những cái người chưa thành công họ chia sẻ với mình ấy họ nói như vậy để họ ngụy biện cho cái sự giờ để họ đỡ phải làm giàu giàu có anh chi? giờ giàu có cái kinh doanh rồi uh, bôn ba rồi làm làm giàu sau sau này gia đình không có hạnh phúc đó là bao biện thôi anh chị nha bị minh cho cái việc mà mình không có làm được hay còn gọi là gây ăn tức ở anh chị mà ngày trước là tôi cũng từng bị ám thị những cái tiêu duy, những cái niềm tin không có tích cực về cái việc làm giàu về tiền bạc hay về sự giàu có về người giàu nhưng mà khi tôi bắt đầu phát triển bản thân lên anh chị tôi đã chỉnh sửa là những cái tư duy và niềm tin đó. Và tôi biết được rằng là gì ạ? Tiền nó chỉ phóng đại bản chất của con người lên mà thôi. Nên nếu mà người đó là người tốt thì họ họ có nhiều tiền sẽ càng tốt. Nếu mà họ là người không tốt thì họ càng có nhiều tiền họ lại càng không tốt thôi. Quan trọng bạn là người tốt hay người không tốt. Khẩu súng khi mình ở trong tay cái người mà Ờ, công an thì sẽ bảo vệ người dân nhưng mà nằm trong tay của cái người mà cướp thì sẽ trở thành hung khí anh chị. Nha. nếu mà mình là người tốt nhưng mà khi mà mình có nhiều tiền, ngày đầu tiên ấy, mình sẽ giúp đỡ cho chính mình trước, sau đó tới gia đình mình, gia tộc mình, sau đó mình tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Nha anh chị nha. Ừ. Và tôi chắc chắn là tất cả chúng ta đều là người tốt anh chị. Bởi nếu mà các anh chị không phải là người tốt thì chắc là mình không còn các anh chị không có vui dùng này đâu các anh chị không có ngồi trong giông nhà đâu anh chị nha, ừ. được không ạ? và khi mà các anh chị cho rằng mình là người tốt thì các anh chị phải tin rằng mình xứng đáng trở nên giàu có chứ, để mà các anh chị trao giá trị giúp đỡ cho nhiều người, được rồi, anh chị ạ? lúc nào tôi cũng nói với vũ trụ rằng là tú rất là xứng đáng trở nên thành công và giàu có mình là một cái người rất là tốt nên mình xứng đáng cho nên có nhiều tiền và trở nên thành công và giàu có ấy, anh chị nha mình trao giá trị giúp đỡ cho nhiều người ừ. và các anh chị phải thuyết phục mình cái điều đó mỗi ngày và ban tổ chức uh, hỗ trợ phụng dung ở đây không có kiếm tiền đâu ha ở đây cho anh chị tư duy thôi cho anh chị con đường thôi dưới đây đâu có cho anh chị cái cơ hội nào đâu mà vui đây hỏi ở đây có kiếm cách kiếm nhiều tiền không đấy được không ạ cho nên các anh chị phải thuyết phục mình mỗi ngày là mình xứng đáng trở nên thành công và giàu có vì mình thêm giá trị vào cuộc sống của nhiều người khác được anh chị à và từ cái niềm tin bên trong của mình anh chị nha cái việc mà chúng ta trở nên làm giàu anh chị ở đây ấy, nó không còn phải là cái việc anh chị thích hay không nữa mà nó giống như là trách nhiệm và bổn phận của mình đấy anh chị mình phải có trách nhiệm có bổn phận để trở nên thành công và giàu có để sau này mình giúp đỡ cho bản thân của mình cho gia đình của mình và cho nhiều người hơn nữa theo anh chị một cái người mà họ có nhiều tiền họ giàu có thì nó nó sung sướng hơn hay cái người mà thất nghiệp đang không có dư giả tài chính thì À, vẫn phải đen nhờ, nhờ những cái trợ cấp thì người nào sung sướng hơn ạ à? cái người mà tạo ra nhiều giá trị anh chị ví dụ như cái anh chị thành công giàu có đi là anh chị là người đi kinh doanh thì các anh chị sẽ tạo được nhiều công an việc làm ừ. các anh chị tạo được nhiều công an việc làm nên bây giờ là việc làm giàu đó, anh chị nó phải đến từ việc mình thích hay không thích nữa nó đến từ bổn phận và trách nhiệm anh chị ha à? là mình phải thật sự trở nên giàu có để mình giúp đỡ thật nhiều người. Ở bao trong số anh chị trong phòng dung tối ngày hôm nay, các anh chị thấy rằng uh, mình cần phải có cái bổn phận và trách nhiệm trở thành người thành công và giàu có, một cái người khỏe mạnh, hạnh phúc, để giúp đỡ thật nhiều người và kiếm thật nhiều tiền thì các anh chị của mình tôi vậy. Mình không có được nói là mình uh, tôi thích thì tôi làm, tôi không thích thì thôi có thiếu gì cái để mà 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 à, giúp đỡ tôi trong những lúc mà tôi cần chính phủ nè công ty nè trợ cấp nè vân vân ừ. Và các anh chị phải hiểu được rằng khi mà các anh chị trở nên thành công mà dù có các anh chị trao anh chị giúp đỡ thật nhiều người khác nữa giống như các anh chị hãy nhận cái sứ mệnh vậy đó các anh chị nhận cái sứ mệnh giống như tôi nhận sứ mệnh đó anh chị ngày trước á khi mà tôi chưa gặp câu lạc uh, chưa gặp câu lạc bộ cũng như là chưa thành lập câu lạc bộ anh chị cũng như chưa biết về những cái tư duy này nè tôi rất khao khát anh chị nha uh, tôi rất khao khát là gặp được cái người thầy thành công một ai đó có thể giúp mình bước lên một cái tầm cao mới uh, định hướng mở đường cho mình để mình biết được đâu là con đường thành công ấy và tôi nói là khi mà tôi tìm được rồi tôi sẽ quyết tâm làm đến cùng để đạt được cái điều mình muốn và khi mà tôi nguyện anh chị là khi mà mình đã đạt được cái thành công rồi mình nhận cái sứ mệnh là mình sẽ lan tỏa những cái giá trị này giúp đỡ thật nhiều người khi mà mình thành công giàu có khỏe mạnh hạnh phúc rồi mình sẽ đi lan tỏa những cái giá trị đó giúp đỡ thật nhiều người cho nên là tú nói vũ trụ rằng là tú nhận cái sứ mệnh đó anh chị và rất là tuyệt vời là khi tú nguyện cái điều đó xong anh chị ha thì 6 tháng sau tú gặp được người thầy thành công của mình bất kỳ ai cũng phải có một quý nhân anh chị nha À, nếu mà các anh chị không có những nguyên nhân thì có, rất là có thể là rất là lâu các anh chị mới thành công được. Nếu mà anh chị cứ lăn à, thương trường lăn qua lăn lại rồi tự bương tự chải, nếm à, ngọt, à, nếm chua các kiểu vân vân. Nếu mà các anh chị nhìn nha, à, sau một cái người chị phú thì đều có một cái người đa đa hoặc là đa đa chị phú họ dẫn dắt, họ định hướng thì họ thì cái người mà một kiếm một triệu đô kia chị phú kia anh chị, họ mới có thể là nhanh chóng thành công hay tuổi đời rất là trẻ được. Giống như anh theo anh chị là sau bắt mắt Du là ai ạ? À? Là những trang sách đó anh chị. À. Rồi sau bác Bill Gates là anh chị biết ai không? À là bác qua Buffett anh chị nha. Đúng rồi. Và sau Tú cũng thế. Cho nên là là sao anh chị? Tú cũng đã quyết định là gì? Khi mà mình có được một ai đó mà dẫn mình đi đến một tình nền tảng cao hơn, Đấy chứ cho mình có được con đường mà mình không phải là lăn lê rồi bồi trường rồi không phải là gặp những cái điều không thuận lợi anh chị, mà là mình mong muốn là khao khát thành công, thành công. Nên là mình hay đó mình hay tâm sự mình nguyện anh chị, thì sư thầy hay gọi là mình hay đi cầu nguyện ở chùa. Vậy à, bây giờ mình cầu nguyện với vũ trụ và tiềm thức và cuối cùng mà sau 6 tháng sau anh chị nha tôi gặp được uh, người thầy thành công của mình và tôi đã thực hiện cái lời hứa của mình uh, thực hiện cái lời hứa của mình anh chị nha là khi mình thành công rồi mình đã mang những cái giá trị đó những giá trị mà mình đang có mình lan tỏa và giúp đỡ thật nhiều người như lời hứa của mình uh, chính vì thế thì khi mà mình uh, uy tín mình thất hứa với vũ trụ thì vũ trụ sẽ sao ạ cũng sẽ uy tín và gọi là giữ lời hứa với mình nha anh chị nha À, trong số anh chị em ta nắm được cái mình số 1 nghìn nè. Đó chính là bị kiếp số mấy anh chị ơi? 12 nha. Rồi viết kiếp số 13 anh chị. Đó chính là chúng ta tin tưởng tuyệt đối 100%. Cái này ngày nào tôi cũng nói hết trơn. Ấy. Giờ đến 13 anh chị. Viết kiếp số 13 là tin tưởng tuyệt đối 100% tin tưởng thì nó 100 phần nha không có nghĩa là lúc thuận lợi thì tin tưởng còn lúc mà không thuận lợi thì bắt đầu nghi ngờ nha không phải lúc có lúc không nha không phải niềm tin lúc có lúc không anh chị là niềm tin à, nó nó được chứng minh ngay cái lúc mà thuận lợi lẫn không thuận lợi là sẽ biết ngay các anh chị có tin hay không có nhiều anh chị là có niềm tin ấy nhưng mà thuận lợi thì tin còn không thuận lợi thì hết tin À, thuận lợi thì coi như tìm thức số 1 tìm thức là yêu quý tìm thức là lớp du ai lớp du thân kiêu nhưng mà thử là, là th à, gọi là không thuận lợi cái đi có như đó cũng làm không xong nữa như vậy cũng làm không xong không đạt mục tiêu nữa trời ơi mục tiêu dễ xíu vậy mà không làm được ừ. giống như câu chuyện như vậy nè anh chị à, đúng rồi trước sau như một anh chị À, niềm tin nó giống như bây giờ các anh chị mới gieo cái niềm tin xuống nó giống như các anh chị mới gieo cái hạt giống xuống lòng đất ấy mà bây giờ mới có hai ba ngày anh chị gieo cái niềm tin xuống lòng đất anh chị gieo niềm tin tôi là người thành công tôi là người giàu có mới gieo hôm nay cái lăn lên giường đi ngủ cái mình quay mình nói với cái mình dậy nha mình thức dậy mình nói nè cho hai ngày để nảy nở, nở thành hoa trái nha không nảy nở thành hoa trái là bướng rễ nghe sóng quế luôn anh chị nghe xong quý luôn ủa gì kì vậy tôi mới gieo tôi mới gieo hạt giống xuống đây có hai hai ngày tự nhiên kêu tôi là bây giờ phải biến anh hạt giống tôi là người thành công tôi là người giàu có phải cần thời gian chứ bây giờ các anh chị trồng một cái cây ăn quả đi một cái cây đó nó phải cỡ nhất là 5 năm 3 năm ba năm 7 năm năm bảy năm tám năm mới lên hoa trái để các anh chị ăn ăn trái anh chị mới gieo ngày hôm nay ngày mai anh chị đào lên là đầu đâu ra mà ăn cũng có để ăn nhưng mà hạt giống chứ đâu có trái đâu Giống giờ anh chị mới gieo xuống anh chị mới hôm đó anh chị đào lên là hoa trái đâu ra. Nó chưa đem hoa cách trái mà. Nên là thành ra anh chị cái sự tin tưởng ở đây á là cái anh chị phải tin tưởng 100%. Mọi lúc mọi nơi bất chấp mọi điều kiện, mọi giờ, mọi hoàn cảnh. Chứ không phải là chỉ tin khi thuận lợi còn không thuận lợi thì không tin. Khi mà tú nghĩ là cái hành trình mình đi anh chị, những cái mục tiêu mình đặt ra thì hầu như là mình luôn hoàn thành những cái mục tiêu mình đặt ra anh chị. Và còn những cái mục tiêu nào mà tôi không đạt được nha Thì tôi nghĩ mà thường là lý do mà tôi không có đạt được là bởi vì Tú chưa có tin ừ, Nên chưa có tin anh chị Còn những mục tiêu mình đạt được ấy, thì mình thấy rằng là bởi vì mình tin tưởng tuyệt đối 100% Kể cả trước mắt mình nó đang có những cái điều không thuận lợi anh chị những cái điều mà nó đang không có hỗ trợ cho cái mục tiêu đó luôn Nhưng mình vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng là gì Là mình không có sự nghi ngờ nào hết Là mình vẫn đạt được còn một số anh chị là khi thuận lợi họ tin Nhưng mà khi mà gặp một chút không thuận lợi Thôi là bắt đầu là họ nói rằng là gì ạ Thôi xong rồi Coi như tháng này không đạt được mục tiêu rồi Thôi tháng này không đạt được tháng sau làm Vâng Và thế là họ đã ra quyết định Là họ không tin không đạt được anh chị Thế là họ bỏ cua Họ bỏ cua anh chị Nên là tôi mới chia sẻ các anh chị bí kíp ở đây Là chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối 100% Đúng không ạ Niềm tin của anh chị Dành cho mục tiêu ước mơ của mình nó giống như cái niềm tin Mà các anh chị tin rằng là gì à? À, Giống như hồi nãy tôi có ví dụ đó à, Khi mà các anh chị Thậm chí là khi mà chúng ta Có những cái sự mà à, Đang hiểu lầm con mình Hay là chồng mình hoặc vợ mình Nhưng mà khi mà chuyện xảy ra thì các anh chị vẫn bảo vệ người nhà mình mà. À, vẫn tin người nhà của mình. Thì các anh chị hay bảo vệ cái mục tiêu ước mơ của mình giống giống như thế anh chị. Bảo vệ niềm tin của bản thân mình anh chị nha. À, mặc kệ tiếng nói nhỏ có thể nói là gì à. à không làm được đâu nhưng các anh chị hãy nói ngược lại với tiếng nói nhỏ là gì à? Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Chúng ta có tiềm thức mà anh chị ơi chúng ta có một mình đâu. Các anh chị nên nhớ là ngày trước anh chị có thể là cảm thấy hơi cô đơn đơn độc trên hành trình của mình đi không ai hiểu mình không ai giúp đỡ mình không ai ủng hộ mình bây giờ các anh chị hãy nhớ là các anh chị đang có một cái sức mạnh to lớn hơn đó chính là tiềm thức có thể là hồi xưa anh chị hay dùng ý thức là gì à? À, chưa làm được bây giờ anh chị có tiềm thức rồi mình hãy bảo vệ đúng không ạ à? mình không thể nào mình xuôi theo ý thức được không thể nào xuôi theo tiếng nhỏ nhỏ được anh chị nha kể cả có rất nhiều sự kiện Ờ, những cái sự việc nó đến đúng không ạ ờ, những cái sự kiện nó đến đi chăng nữa thì mình vẫn có thể là gì ạ các anh chị cũng phải tin tưởng rằng là tôi có thể làm được mọi thứ đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức điều anh chị ơi đây là cái câu nói phép màu cái câu nói mà các anh chị hãy liên tục cầu nguyện như thế Tại vì nhiều khi là mình khi mình mới nuôi dưỡng niềm tin anh chị, mới xây dựng cái niềm tin ấy, thì nó hơi bị lung lay một xíu. Mình lúc nào nó hay bị lung lay, các anh chị hãy nói gì ạ? Tôi có thể làm được tất cả mọi thứ đều thành công nhờ sức mạnh tiềm thức. Ngay kể cả trên cái hành trình mình đi thôi lúc là mình cũng gặp những cái điều không dễ dàng, hơi bất ngờ xíu, lâu lâu mình hơi nghi ngờ xíu anh chị, nghi ngờ tiềm thức của mình xíu. Nghi ngờ cái việc mình đạt mục tiêu một xíu. Nhưng mà các anh chị phải nhìn là gì vậy? cái điều hãy thay đổi thái độ của mình thay đổi suy nghĩ của mình là gì điều này đến giúp cho mình thành công hơn điều này đến giúp cho mình đạt cái mục tiêu của mình nhanh hơn và vũ trụ và tính thức rất là yêu thương mình nên chỉ mang đến cho mình những cái điều tốt đẹp nhất mà thôi có thể là ngay bây giờ mình chưa hiểu được tại sao lý do gì mà vũ trụ lại đưa cái điều này đến để cho mình đi nó hơi gặp gần xíu nhưng mà tin chắc rằng là vũ trụ vẫn đưa cho mình con đường Mình giúp cho mình đạt được cái mục tiêu đó Có thể bây giờ mình chưa thấy, mình chưa hiểu Nhưng mình cứ đi qua đi anh chị Cứ tiếp tục Ở tiến nhập phía trước, đừng có bỏ cuộc Đúng không ạ? À? À, có rất nhiều cái câu chuyện hay là những cái sự việc nó đến đó anh chị Là vũ trụ đang muốn anh chị hoàn thiện một cái điều gì đó Đang muốn anh chị hoàn thiện một cái điều gì đó Ở bên trong của mình Và khi mà các anh chị hoàn thiện rồi ngay lập tức anh chị sẽ đạt được cái mục tiêu nha anh chị nha nhiều khi bây giờ anh chị không có biết tại sao lại xảy ra chuyện đó đâu nó là đến với mình cái câu chuyện đó lại có cái uh, sự kiện này hoàn cảnh này sự việc này đến ngăn cản mình cản trở mình một xíu nhưng bây giờ anh chị chưa thấy hãy tiếp tục bước qua anh chị nha bởi vì khi anh chị hoàn thiện mình rồi các anh chị sẽ nhìn lại cái hành trình à thì ra là mình phải hoàn thiện cái điều này thì mình đạt mục tiêu nó mới đúng anh chị biết không có những cái thời điểm khi mà tôi có những cái kiến thức ấy mà tự nhiên vũ trụ mang đến tôi hỏi Ủa ừ, học cái này chi cái ta Không biết dùng để làm gì nữa Nhưng mà cứ học anh chị Thấy cuối cùng một thời gian sau đúng không ạ 6 đến 8 tháng sau Tự nhiên là ôi may quá mình học sớm bây giờ đỡ Thì ra là như thế Thì ra ý của vũ trụ là như thế Luôn mà đưa cho mình con đường nhanh hơn Ngắn hơn và dễ dàng hơn Để mình hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình anh chị nha ừ. Nhưng mà có nhiều người họ không có hiểu ấy. Họ cứ thấy cái điều không thuận lợi là họ bắt đầu họ than, họ kể lại, họ đổ lỗi. Họ chết móc, họ bỏ cuộc. Và họ không có hoàn thiện bản thân mình, không hoàn thiện và không chám cái lỗ hỏng ngay cái thuyền của họ. Nước bị tràn ra, nhưng mà họ cứ cứ cái cầm cầm cái ca, họ tát nước ra. Mà họ không xem cái chỗ nào bị bị họ bị lỗ hỏng để họ chám lại. Họ cứ tát nước ra xong họ đổ lỗi do cái người này, do cái người kia mà cái thuyền của tôi nó bị lũng lỗ thì khi mà họ cứ đổ thừa ngoài kia anh chị không bao giờ các anh chị học được bài học đâu khi mà các anh chị cứ quay ngoài kia anh chị đổ lỗi thì các anh chị sẽ không bao giờ học được bài học và nếu anh chị không học được bài học anh chị không tốt nghiệp được bài học thì các anh chị sẽ không bao giờ vượt qua được cái chỗ đó nó cứ giống như anh chị gặp một cái ổ gà lỗ gà đi anh chị hay là cái hố đi các anh chị không học được bài học anh chị sẽ té chỗ đó hoài cứ đến cái đường đó đoạn đó là té chỗ đó cái quay về đi lại từ đầu cái lại té tiếp chỗ đó giống như uh, hôm nay tôi có nói chuyện một anh bạn của tú hay gì đầu tư mấy cái sân sàn tài chính đó anh chị đầu tư riết mà mặt tới hù luôn dạ cái tôi nói học tập phát triển bản thân đi em lời khuyên của em dành cho anh là học đi chứ bây giờ chưa dương còn uh, nói chung là tài sản uh, À, Rí là còn mỗi cái vườn uh, Vườn ở nhà ở dưới quê đó anh chị Tôi hỏi thế bây giờ nha, Ở nhà ở dưới quê hả Nói đúng không em Còn ở cái vườn mà uh, Nhà của bố mẹ để lại thôi nó Nói nè Học tập không nghiêm túc đi Là cái vườn nó cũng đi luôn đó <laughs> Còn cái vườn với cái nhà Thôi đi luôn đó nha Cái anh chị biết giờ Hôm qua nhắn tin cho Tú Gửi cho Tú cái uh, Em ơi có người rủ, rủ người ta à, Rủ anh đầu tư cái này Em xem giúp anh coi Cái này đầu tư được không Nữa tôi nói tôi chưa cần đọc cái gì mà tôi thấy cái gì mà đầu tư gói gói rồi uh, trả bao nhiêu phần trăm ấy tôi không cần đọc chi tiết không cần đọc công ty thậm chí anh nói người ta giới thiệu công ty này là công ty của mỹ canada vậy tôi không biết anh nó nói không à em đọc tới đây em ngừng rồi em không cần đọc thêm đâu anh muốn đầu tư anh đầu tư đi em nói rồi còn ở cái nhà cái vườn đó làm sao làm cho nó bay luôn đi nha bao nhiêu bao nhiêu à anh chị nó nghĩa là nếu mà mình cứ đổ lỗi là do thị trường do mình cái người kia do anh chị không bao giờ học được bài học cho mình thì cứ tới cái chỗ đó là té xuống cái xong đứng lên đi tiếp lại tới cho nó té tiếp anh nhiều người họ không có hiểu họ cứ thấy những cái điều mà không thuận lợi cái họ bỏ cuộc hoặc họ đi lại từ đầu để anh bắt đầu lại nhưng mà không học được bài học không hoàn thiện mình lên thì cái lần sau gặp tiếp anh chị ha với cường độ lớn hơn và nếu mà các anh chị vẫn giữ vững cái mục tiêu là tiến về phía trước thì anh chị phải tốt nghiệp cho cái bài học ngay cái chỗ đó đây mục tiêu anh chị đây cái chỗ bài học đó ở đây nè tại bây giờ anh chị muốn đến được cái mục tiêu của mình ở đây đúng không thì phải đi qua cái cái đường này mà cái đường này nó có cái bài học đó không tốt nghiệp vì sao cứ gặp hoài gặp cho đến khi mà anh chị tốt nghiệp thì thôi thì anh chị mới tiến được tới mục tiêu của mình còn không mà mình cứ té hoài chỗ đó thôi hoặc một hai là anh chị bỏ cuộc không đi nữa đổi đường đổi mục tiêu hạ mục tiêu xuống hạ chất lượng cuộc sống xuống hạ tiêu chuẩn xuống hạ cái người chấp nhận của mình xuống chấp nhận cuộc sống không ăn được tiêu dũng mặt thôi không ước mơ cao sang không ước mơ giàu sang nữa không có tự do thời gian tự do tài chính tự do không gian nữa thì được nó sẽ không đi qua cái cái đoạn này nữa còn không mà tới đây là nó cứ té à được anh chị ơi nha phải hiểu và hoàn thiện mình chá mà cái chỗ hỏng đó chỉnh sửa lại để trở thành một cái phiên bản tốt hơn hoàn thiện hơn của chính mình còn một bước nữa thôi là đạt mục tiêu rồi nhưng không cứ không tốt nghiệp à, là y như các anh bạn của tôi là cứ hỏi mấy cái dự án ra ngoài mình hỏi chép livestream chưa mình cho chép từ hồi tháng 8 mà mới chép xong có hai cái livestream à. mà hôm đó đã nói chuyện 30 phút về cái rốc rễ tạo nên hoa trái rồi cứ bang bang cho mấy cái cơ hội đó xong mà cứ đòi bây giờ phải kiếm được lại tiền để anh uh, bây giờ anh này cái kia xong cuối cùng hút được cái cơ hội đó luôn anh chị Thế là nó hỏi tiếp cái cũng may lần này là thông minh hỏi tú nó không anh đầu tư rồi đi là cái nhà cái vườn nó đi luôn á còn ở cái nhà cái vườn nữa đó làm sao làm mà còn bố mẹ để lại đó làm sao bố mẹ không yên đi <laughs> tôi ghẹo đó, anh chị nó cái vườn cái nhà bố mẹ để là cho thôi cũng giữ được nè thanh niên trai tráng hơn bốn mươi tuổi rồi sự nghiệp không có rồi sao mà có gia đình được sao lo cho con cái vợ con mình được xong nói rồi thấy im rù không biết không biết có đầu tư không nữa sao <laughs> quá anh chị ơi nha anh chị làm ơn à, làm ăn chân chính uy tín làm gì cũng phải có giá trị cốt lõi anh chị không có cái lỗi nhau, không phát triển được đâu bây giờ anh chị mới hỏi là à, bây giờ phát triển cái gì cái dịch vụ này sản phẩm này cho chị cho thị trường ấy giúp đỡ cho cộng đồng cái gì không còn mà nếu mà họ chỉ nói trên lời nói thôi từ từ ha đặc biệt là tôi nói anh chị mấy cái đây cái dự án bữa bất động sản gì anh chị nhớ không cũng công ty cũng hoành tráng đó đấy là vô đầu tư sáng nay tôi với mẹ tôi xem xong mẹ tôi nói tôi nghe là tôi thấy là bất hợp lý rồi này chỉ có mấy người tham mới mới vào thôi chứ kể cả mà nếu mà cần tiền ấy mình cũng phải suy nghĩ chứ cái gì đâu mà mua cái cuốn sổ bất động sản 4 tỷ trả lại suất một thấy bao nhiêu tiền cả năm nữa nói trời một cái người mà mình cho dù mình muốn ham thích tiền yêu thích tiền nhưng mà mình phải có cái sự phân tích là sao mà nó cao thế đâu ra mình nó trả thế thấy là mất mình đóng nha anh chị nha, làm gì phải có cốt lõi thấy cái gì mà tự nhiên nó thấy nó nó đi lại nghịch với lại các quy luật vũ trụ ấy, anh chị là mình phải ngồi mình suy nghĩ ngay được anh chị ơi ừ. cho nên có cái câu nói anh chị hay nói đó không ai cho không ai cái gì đúng không nhưng nên nhớ quan trọng là ai cho và cho cái gì giống như anh chị học các buổi dung coi lạc bộ nè có nhiều anh chị nói để coi như coi lạc bộ sao cái đâu ai cho không ai cái gì dạ vâng đúng rồi nhưng quan trọng là ai cho và cho cái gì chứ hôm nay là đây nước tự uống đây nè anh chị học dùm 20 giờ anh chị ứng dụng về tiền quá trời luôn tôi cũng không biết anh chị là ai luôn á anh chị ghi chép bài chị, anh chị cũng về tiền mà anh chị là ở đâu xa lắc xa lơ tôi chẳng biết luôn á nhưng mà anh chị ứng dụng về tiền nhưng mà nước tôi thì tôi vẫn tự uống chứ tôi có bảo anh chị mua tôi uống đâu nên quan trọng nha không phải ai cho ai cho không ai cái gì mà quan trọng là ai cho và cho cái gì được anh chị ạ? À? Cho nên khi anh chị gặp những cái bài học ấy những cái điều mà không thuận lợi hãy nhớ điều đó đến giúp cho mình thành công hơn điều đó đến giúp cho mình đạt được mục tiêu của mình nhanh hơn và mình phải tốt nghiệp bài học chứ đừng như anh bạn của Tú nha để mai nhắn tin hỏi thăm nhắc nhở <laughs> Tự nhiên nhớ tới câu chuyện của anh luôn chắc là vũ trụ chắc anh tìm thức nhắc nhở Tú ơi để mà nhắc nhở anh hay sao Nha chứ anh chị nên nhớ là vũ trụ không có gửi cái bài học gì nó dư đâu à, không có giữ cái bài gọi là không có ai gửi, vũ trụ gửi cho anh chị những cái gì mà nó dư thừa đâu hay là không giúp anh chị đạt mục tiêu đâu không phải đâu anh chị nha cái gì nó cũng có giá trị của nó hết cái gì sinh ra nó cũng phải có sứ mệnh nó tồn tại được anh chị ơi à, cái gì sinh ra nó cũng có sứ mệnh của nó chứ nó không có dưới sứ mệnh thì tôi nghĩ là nó không tồn tại đến bây giờ nó bị đào thải và nó phá sản rồi nên là những cái điều đến với cuộc đời mình nó cũng không có cái gì nó dư thừa đâu anh chị là một số anh chị nó tại sao tại sao lại đến với chị tại sao lại có cái này nó tồn tại dạ vâng tại vì chị gọi nó đến tại vì nó có sứ mệnh đến để chị tốt nghiệp bài học có thể bên trong của anh chị nó à, đang có một cái điều đó mà chưa hoàn thiện nên thành ra vũ trụ gửi thông điệp đến để giúp cho các anh chị hoàn thiện mình hoàn thiện cái điều đó ví dụ anh chị là một cái người chưa cẩn trọng chưa cái gọi là à, hay quên hay mất tập trung thì vũ trụ sẽ gửi những cái bài học đến để các anh chị hoàn thiện cái kỹ năng khả năng tập trung của mình cái uh, khả năng uh, cẩn trọng của mình chứ không có gì hết anh chị nha giống như anh tôi tôi kể anh chị một câu chuyện anh chị nói tôi thể thủ tôi an toàn ha à, năm 2019 khi mà tôi mới mua điện thoại tôi đi taxi tôi không bấm điện thoại anh chị xong rồi tôi hay có thói quen là không bao giờ bỏ điện thoại vào trong uh, túi sách liền mà rất là nhiều lần là đi với những người bạn của mình họ hay nhắc là mỗi lần tôi xuống xe tôi bị quên ấy là bạn tôi hay nhắc điện thoại để trên xe kìa xong lấy xuống thì mình mới bỏ vô và cái hôm đó tôi đi một mình cái tôi ngồi xe sau tôi bấm bấm điện thoại xong cái tôi để lại chỗ đó cái lúc xuống xe anh chị dạ tuyệt vời rửa điện thoại luôn dạ rửa điện thoại luôn anh chị quên lấy xuống cái từ đó về sau anh chị nha điện thoại thoại là lên taxi là hay là lên Grab và anh chị ha bấm xong rồi nhét vô trong túi sách liền hay đó là cái iPhone 7 thôi anh chị vũ trụ nhắc nhở nhẹ chứ bây giờ mà iPhone 14 thì <laughs> hai hơn hai nghìn đô rồi. chắc là khóc rừ, khóc rưng rưng luôn á tốt nghiệp ngay anh chị ớn luôn tại vì nó lưu trữ rất là nhiều những cái hình ảnh rồi tài liệu của tú á đấy bài học cho anh chị nha nhắc cho mình là học bây giờ cẩn trọng tại vì ngày trước tôi hay nói mình não cá vàng ấy Lấy vũ trụ nhắc nhở bài học đó xong từ đó là hết não cá vàng luôn anh chị. <laughs> Được không ạ? À? Ừ. Cho nên là anh chị đừng... À chúng ta hãy suy nghĩ như vậy nè. Bất kỳ điều gì đến ấy, nó đều có cái cơ hội và mặt không cơ hội. Cho nên anh chị thấy rằng khi mà thị trường lên hay thị trường xuống thì đều có những người giàu lên. Và những người không giàu. Cho nên là cùng một cái điều kiện, cùng một cái hoàn cảnh nhưng mà kết quả khác nhau. Thì nó đến từ cái việc là tại sao những người thành công anh chị tại sao khi mà tôi nói với các anh chị rằng là các anh chị cần phải học từ những người thành công ấy để mà các anh chị thành công luôn để mà ra được cái kết quả giống như những người thành công luôn và cái điều đầu tiên mà chúng ta cần học từ họ chúng ta phải học được cái suy nghĩ của họ học được cái cách nghĩ của họ để khi mình đứng trên mình đứng trước những cái sự việc mà không thuận lợi mình thấy rằng họ vẫn tràn đầy năng lượng họ vẫn tiến về phía trước một cách rất là mạnh mẽ cho nên các anh chị cần phải học được cái cách nghĩ của những người thành công, cách nghĩ thuận lợi lẫn không thuận lợi thì họ nghĩ cái gì, nha anh chị nha, ừ. đúng không ạ? À? cho nên các anh chị phải hiểu rằng là khi một cái điều gì đó đến ấy, dù thuận lợi hay không thì điều đó là điều giúp cho mình thành công hết. nhắc nhở anh chị là cần nhìn lại chính mình, cần hoàn thiện điều gì, ngay lập tức là mình sẽ biết được rằng à hoàn thiện cái điều đó thì mình sẽ thành công hơn và hãy nhớ rằng vũ trụ rất là yêu thương mình anh chị nha cực kỳ yêu thương mình luôn chỉ dùng luôn, luôn dành cho các anh chị những điều tốt đẹp nhất thôi và chắc chắn cái việc này đến giúp cho mình hoàn thiện mục tiêu ừ. à, thay vào đó anh chị học bài học và tập trung vào kết quả của mình và tiến về phía trước thôi chứ thay vào đó mà nếu cái điều đó đến mà các anh chị khóc hu hu nằm trên giường chùm mền khóc rồi cũng vậy à. à làm cho anh chị tụt năng lượng một tuần hai tuần còn ghê hơn nữa tại vì một Năng lượng anh chị mà tụt ấy Tập trung vào những điều không tích cực nha Một ngày hai ngày là anh chị thấy đã mọi việc nó Đã không ok rồi Bây giờ một tuần hai tuần thì anh chị nó thật là Chịu không nổi luôn á Nha anh chị nha à, Cho nên là các anh chị cần phải học Cái cách nghĩ của những người thành công Lúc thuận lợi và kể cả không thuận lợi Để làm sao anh chị ạ à? Để anh chị không tốn quá nhiều thời gian Cho cái việc gì ạ à? ngồi suy nghĩ và ngồi không vui trục năng lượng mà chúng ta vẫn liên tục tiến về phía trước được không, anh chị ơi à, bao trong số anh chị chúng ta hiểu được cái bí kíp số 13 cơ mình số 1.000 đi ạ à. và rất là tuyệt vời các anh chị nha à, thì đó chính là cái nội dung mà tôi chia sẻ các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay Ừ, rất là cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay à, xin chào hẹn và tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai với những bí kíp tiếp theo anh chị nha nhớ những cái bí kíp tôi chia sẻ với anh chị ngày hôm nay ứng dụng anh chị nha rồi xin chào hẹn và tất cả anh chị em bye bye i love you